Dạ thưa thầy, nhờ thầy bắt đầu đấy ạ. Lớp có gần 80 bác sĩ nhưng mà hiện tại giờ cũng được 50 bác sĩ đăng nhập rồi. Chắc có lẽ là do buổi đầu cho nên là mấy bác sĩ đăng nhập chưa có thuận lợi hơn mấy buổi sau á thầy. Vâng, như vậy thì khả năng thì những cái buổi sau mình bắt chuyện qua 1:30 đi nhé, À, được dạ không? tụi em sẽ thông báo lớp tụi em sẽ thông báo lớp là bắt đầu buổi sau từ 1:30 thầy. Dạ. À, nhờ bác sĩ Liêm điều chỉnh lại cái khung màn hình đó để cho nó cái hình của bài giảng một bên và cái hình của cả cái người của học viên một bên đó. Cái này nên tại cái gì? Cái này điều chỉnh tại bên chỗ máy trung tâm đó. Nhờ Trang giúp giùm Trang ơi. Cái setup là cái format của màn hình. Hello Trang. Dạ, tại vì cái cách xem của em là có hình của bác sĩ bên bên ấy à, có hình của bác sĩ ở trên cũng có lưng nên Biết là em chưa hiểu của em cũng cái có cách cái view á bác sĩ. ai đó cái view Bác á, sĩ view á thì mình có thể chọn được để có hình của bác sĩ kế bên, thì bây giờ chọn mình side chọn by lại side speaker, bác sĩ chọn đấy, side by side speaker thì nó sẽ thấy được hình của bác sĩ thấy kế bên. Thì em đã add slide của hình của bác sĩ rồi hiện em đã tại là em có đang thấy hiện tại em đang thấy hình bài giảng với lại hình của thầy Quân bên cạnh đó, là bên. như vậy em thấy hình rất là rõ nét là đẹp đó thầy Quân. À, nhưng mà bên tôi là bị che. Thôi được rồi. Rồi, xin chào cả lớp. Trước khi bắt đầu cái lớp thì tôi xin có vài lời. Thứ nhất là cảm ơn trường đại học và Phạm Ngọc Thạch, y khoa Phạm Ngọc Thạch và trung tâm đào trung tâm y khoa Medic đã tạo điều kiện cho tôi và mời tôi tham dự trong cái buổi giảng hôm nay để có một chút thời gian để chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức của tôi có được trong về cái siêu âm mạch máu cho cả lớp. Thì xin cảm ơn, chân thành cảm ơn. Và thứ hai là cảm ơn mọi cái học viên đã có thời gian dành thời gian tham dự cái buổi học chiều hôm nay. Đây, cái bài chiều hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sẽ là siêu âm tĩnh mạch chi dưới và siêu âm tĩnh mạch chi trên, trong đó cái phần trọng tâm là siêu âm mạch chi dưới. Thì đây là cái nội dung của bài, chúng ta sẽ đi về ôn lại giải phẫu, ôn lại về huyệt động học, kỹ thuật khám, cái phân tích hình ảnh của một siêu âm tĩnh mạch bình thường và siêu âm hình ảnh siêu âm của những cái bệnh lý tĩnh mạch thường gặp. Thì đây là cái mô hình mọi người thấy, cái thiết đồ nói về cái phân bổ về khu giải phẫu của các cái tĩnh mạch. Thì mọi người thấy từ da lớp da, lớp bì cho đến một con lớp cân, thì cái lớp mô dưới da thấy cả cái tiểu tĩnh mạch thì ở đây, đặc biệt từ cái mặt cắt từ da cho đi vào sâu lớp cơ thì mọi người thấy có một cái mạc gọi là cái mạc nông. Mạc nông thì những cái mạch máu nào, những cái tĩnh mạch nào nó nằm trên cái mạc nông này người thì gọi là tĩnh mạch nông, và những cái mạch máu nào nó nằm dưới cái mạc nông này và thông thường nó nằm trong cơ và đi kèm với động mạch thì gọi là những cái tĩnh mạch sâu. Đây là cái điều cơ bản mọi người cần nhớ là phải nhận diện cho được cái mạc nông này. Đây là một cái mạc và phân cách giữa cái lớp sâu và lớp nông của cơ, lớp mô cơ thể. Thì trên cái lớp nông này thì ngoài ra phân tích kỹ hơn nữa về ở chi dưới thì chúng ta sẽ có thêm một cái mạc nữa, có một cái mạc hiện nó nằm như một cái mái nhà vậy nhé. Thế mái nhà phụ như cái mái cái đúng là mái nhà thì nó hơi hơi bị sai, thì cái giống như là cái liều của mình này, cái liều đấy là cái mặt đất đấy, có cái liều thì cái liều này thì gọi là cái mặt hiện.
và những cái tĩnh mạch này là đi vào, nó tĩnh mạch thì nó thuộc tĩnh mạch nóng rồi, tức là nằm phía trên của lớp mạch nóng này, nhưng mà đi chui bên dưới của cái mạch hiện, đi dưới cái liều trại của mình rồi, thì đây chính là cái tĩnh mạch hiện và đặc điểm của cái tĩnh mạch hiện lớn hiện bé là như thế. Và dĩ nhiên có những cái tĩnh mạch là nóng hơn, là nằm trên và tĩnh mạch hiện đó nhưng mà nằm dưới da, và dĩ nhiên là nằm trên cả cái tĩnh mạch nóng này. Thế vậy thì chúng ta thiệt diện cắt ngang của mô cơ thể, chúng ta sẽ có nhận diện được cái mạch nóng, cái mạch hiện và bề mặt da. Chứ thì đi sâu vào chúng ta sẽ thấy, và từ đây chúng ta sẽ phân bổ chia ra cái hệ thống tĩnh mạch. Chúng ta cũng có hai cái hệ tĩnh mạch sâu và hệ tĩnh mạch nông. Những cái tĩnh mạch nào nằm giữa tĩnh mạch nông thì gọi là tĩnh mạch sâu, những cái mạch tĩnh mạch nào nằm trên cái mạch nông này thì gọi là tĩnh mạch nông. Về tĩnh mạch sâu thì chúng ta sẽ đi nó sẽ nhận máu từ các cái ngón chân, bàn chân, cẳng chân. Và đặc biệt khi chúng ta chủ yếu khám về phần cẳng chân nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy các cái tĩnh mạch sâu thường thường là đi kèm với các cái động mạch cùng tên. Như vậy cái tĩnh mạch sâu thì nó sẽ dẫn, ví dụ như chạy trước đi kèm với động mạch chạy trước, nó dẫn lưu máu từ các cái tĩnh mạch là mũ bằng chân, rồi cái tĩnh mạch chạy sau thì nó dẫn lưu máu của các cái tĩnh mạch gan bằng chân, rồi cái tĩnh mạch mạc thì nó yếu là mặt sau ngoài của cái gan bằng chân. Rồi cái tĩnh mạch nóng này nó thông thường ở cái đoạn cẳng chân này nó có hai cái tĩnh mạch đi kèm với một cái động mạch. Và khi mà cái tĩnh mạch chạy trước chạy sau thì nó hợp lưu lại thành một cái thân chạy mạc. Và cả ba cái tĩnh mạch này, cả tĩnh mạch chạy trước, thân chạy mạc cùng với cái tĩnh mạch chạy trước nó hợp lại thành cái đổ vào cái tĩnh mạch khoeo. Và tĩnh mạch khoeo thì ngoài ra bên cạnh các tĩnh mạch khoeo này còn có các cái xoang nằm trong các cái cơ nữa, và cái xoang tĩnh mạch nó nằm trong các cái cơ bụng chân trong, bụng chân ngoài. Thì đấy là cái đường đi của các cái tĩnh mạch sâu, thường phải có hai cái ở đoạn cẳng chân, luôn luôn có hai cái đi kèm với một động mạch. Đoạn đùi và khoeo thì sau khi hợp lưu vào cẳng chân thì chúng ta sẽ có cái tĩnh mạch khoeo, thì phần lớn là một cái nhưng đôi khi có thể có hai. Cái tĩnh mạch khoeo này nó qua khỏi cái họp khoeo thì nó đổi tên thành cái tĩnh mạch đùi, và cái tĩnh mạch đùi này nó đi song hành với động mạch đùi. Nó có thể có hai động mạch đùi nhưng thông thường nhất thì chỉ có một cái động mạch đùi, và nó đi lên lần đi trên để nó đổ vào cái tĩnh mạch chậu ngoài, và từ mạch chậu ngoài nó hợp lưu vào thành mạch bạch chậu trong để thành động mạch chậu gốc, và từ mạch chậu gốc này nó sẽ hợp lưu cả hai bên tạo thành cái tĩnh mạch chủ dưới. Đặc biệt cái tĩnh mạch chủ dưới nó nằm bên phải của cuộc sống, như bên cái tĩnh mạch chậu gốc bên trái mà muốn hợp lưu vào tĩnh mạch chủ dưới thì nó phải đi qua trước mặt của cái cuộc sống, đặc biệt đi ngang qua cái lồi cái ù nhô của cái mẫu của cái thân đột sống L4, L5 và L4. Đây là một cái đặc điểm giải phẫu mà chúng ta cần lưu ý, thì hay gặp ở những cái hội chứng kẹp tĩnh mạch. Thì một số vị trí của hội chứng kẹp tĩnh mạch này thì chúng ta sẽ có cái tên riêng của nó. Nên đây một cái nguyên nhân mà có thể gây ra huyết khối tĩnh mạch chi dưới mà tập trung ở bên trái nhiều là do cái đặc điểm giải phẫu của cái tĩnh mạch chậu gốc bên trái nó đi trước, nó đi phía trước của cái đột sống và nó bị cái ù nhô của cái mẫu của cái thân đột sống L4 đẩy vào làm cho bị hẹp ngay qua cái vị trí mà đi bắt chéo như thế. Và đây là cái hình giải phẫu của các cái tĩnh mạch sâu của tĩnh mạch đoạn khoeo và đoạn đùi, và đây là đoạn chậu đi qua cái cung bẹn. Và bây giờ chúng ta đi vào cái hệ thống tĩnh mạch nông. Thì tĩnh mạch nông thì chúng ta thấy đó, thì trên cái hình vẽ thì mọi người thấy có cái mạch nóng đây này, cái mạch nóng là cái mạch người ta vẽ màu và trắng đây, nó phủ toàn bộ lớp cơ đây, mà trên lớp cơ thì gọi là cái mạch nóng. Như vậy cái tĩnh mạch nóng thì nó nằm trên cái mạch nóng, nằm trên phía trên mạch nóng. Và hệ thống tĩnh mạch nóng và chi dưới nó gồm có, chúng ta sẽ gồm có tĩnh mạch hiện lớn, tĩnh mạch hiện bé và các tĩnh mạch xuyên. Và với các tĩnh mạch hiện lớn thì nguồn gốc của nó là mạch trước trong, nó nhận máu tọc trước trong của bàn chân, của cái mũ bàn chân,
cực nóng của mũ và bàn chân và phải gán chân ở đây. Rồi sau đó nhận máu nó đi ở mặt trước của kỹ phía trước của kỹ đốt sống xin lỗi đốt xước của kỹ mắt cá ngoài phía trước của mắt cá ngoài và phía trước mắt cá ngoài này nó tiếp tục để đi lên ở trong mặt trong của cái càng chân và sau đó nó đi vòng ra về sau nhẹ ra về sau ở ngang khuỷu ngang kỳ gối và từ đây nó đi vào mặt trong của đùi và nó đi vào cái khung đùi và nó xuyên qua cái mặt sâu và để xuyên qua mặt sâu là mọi người hình ảnh ở đây mặt sâu và nó xuyên vào mặt sâu để nó đổ vào kỹ xin lỗi xuyên qua cái mặt nông để đi vào lòng lực sâu của kỹ bề mặt da thì nó đổ vào cái tĩnh mạch đùi và trên khi nó chỗ vòng cung cái này vòng cung nó đã đổ vào kỹ tĩnh mạch đùi ở đây thì gọi là quái tĩnh mạch hiện và trên qua tĩnh mạch hiện này bắt gặp những cái tĩnh mạch hợp lũ cung về nó rất là nhiều chẳng hạn tĩnh mạch thèn cắm tĩnh mạch thèn ngoài tĩnh mạch chầu và những cái tĩnh mạch mà nó sẽ cùng với cái tĩnh mạch hiện lớn để nó đổ vào kỹ tĩnh mạch đùi trên đường đi của cái tĩnh mạch hiện lớn này nó nhận các cái nhánh bên này có thể nhánh bên nóng phía trước phía sau của cái cẳng chân hoặc là phía trước phía sau của đùi nó thường thường cái quái này nó thường thường cái quái tĩnh mạch hiện này nó có khoảng 2-5 nhánh về cái tĩnh mạch hiện bé thì nó nhận máu chủ yếu mặt sau ngoài của kỹ bàn chân, gán chân, bàn mũ bàn chân và nó đi vào mặt sau thì ở trên đường đi của nó ngay phía trên của cái gân cơ axin và nó tiếp tục đi lên trên là chính giữa nằm ở giữa cái ngách cái hõm của kỹ cơ bụng chân trong bụng chân ngoài và sau đó nó chui vào cái mặt nông để nó đi vào sâu bên trong là hõm queo và khi nó chui vào trong hõm queo thì nó sẽ để nó đổ vào cái tĩnh mạch queo để vào tĩnh mạch queo thì đó là cái đường đi bình thường của cái tĩnh mạch hiện bé tĩnh mạch hiện bé mà trên đường đi nó có thể đổ nó có những cái biến thể giải phẫu lát nữa tôi sẽ đề cập đến cái biến thể giải phẫu của cái tĩnh mạch hiện bé rồi chúng ta đi qua một cái phần thứ ba của cái hệ thống tĩnh mạch nóng tĩnh mạch chi dưới đó là các cái tĩnh mạch xuyên nó bình thường giữa cái hệ nông tĩnh mạch xuyên là gì? Xuyên là cái tĩnh mạch mà nó đi xuyên qua, đó. Xuyên thấu, xuyên qua cái mạch nông để nó nổi dẫn của cái tĩnh mạch hệ nóng vào cái tĩnh mạch hệ sâu và trên đường đi, trên dọc theo cái đường đi của từ bàn chân cho đến bèn cũng bèn tĩnh mạch bèn thì có rất nhiều cái hệ thống tĩnh mạch sâu. Và mỗi cái vùng, mỗi cái vị trí nó có một cái tên khác nhau. Ví dụ, cái mặt sau ngoài cái cổ chân thì cái hệ mặt sau ngoài của cái cổ chân thì ta thể có cái tĩnh mạch xuyên, các cái tĩnh mạch xuyên nó nổi, hệ nông mới là tĩnh mạch mạc, với cái tĩnh mạch mạc. Mặt trước thì có cái hệ nông của nó, các tĩnh mạch nó nổi giữa các cái tĩnh mạch nông với cái tĩnh mạch chạy trước. Đoạn trên của cẳng chân thì người ta thấy ở đoạn đùi thì nó có các cái tĩnh mạch nóng ở hiện lớn để nó đổ vào cái tĩnh mạch nối kết với cái tĩnh mạch đùi thì cái đoạn này nên gọi là các cái tĩnh mạch boat hoặc là cái hõm queo có cái tên là các cái tĩnh mạch tiary đóng ở đùi thì nó có cái gọi tên của cái gọi là tĩnh mạch dot đây là những cái tên của các cái nhà giải phẫu mà tìm ra được các cái tĩnh mạch này và họ đặt tên cho các cái đoạn tĩnh mạch xuyên đó. Ví dụ đây là cái sơ đồ các cái hệ tên các cái tĩnh mạch xuyên khác nhau. Ví dụ đây là cái các cái tĩnh mạch chay đây là tĩnh cố kết tức là nó nối giữa tĩnh mạch nguyên đây là cái tĩnh mạch đây là cái tĩnh mạch chay sau và các cái tĩnh mạch xuyên đoạn này nó nối chay sau với các cái tĩnh mạch nóng của cái vùng mặt sau trong thế này được gọi là tĩnh mạch cố kết hoặc là tĩnh mạch Sherman là cái đoạn trên một con vá trên hoặc tĩnh mạch Boat hồi nãy tôi còn nói hoặc là trong ống Hunter thì có cái tên là tĩnh mạch Dot và cả cái phía sau cái hõm chân thì nó cũng có những cái hệ thống tĩnh mạch xuyên như thế hoặc ví dụ như là cả cái tĩnh mạch mây nằm ở tĩnh mạch mạc nằm phía sau nội mạc với cả cái tĩnh mạch ở nông ở mặt sau của cái càng chân thì đấy là cái những cái giải phẫu của các cái tĩnh mạch xuyên còn nhắc lại cái phần hôm nay là những cái biến thể giải phẫu của các cái tĩnh mạch thì thông thường đấy là cái tĩnh mạch đùi của chúng ta tĩnh mạch đùi chúng ta sau đó đến tĩnh mạch queo
và các cái tĩnh mạch chạy phía dưới. Bây giờ thì đoạn này tĩnh mạch khoeo và đoạn trên là tĩnh mạch đùi. Như vậy thì cái C này này, cái C này là cái tĩnh đường đi của cái tĩnh mạch hiện lớn thông thường, loại thông thường phổ biến nhất. Còn cái D này là cái loại đường đi của cái tĩnh mạch hiện bé thông thường. Tuy và có một cái loại biến thể nữa là giữa cái tĩnh mạch hiện lớn và tĩnh mạch bé này có một cái tĩnh mạch nối kết giữa hai loại với nhau, tôi gọi là tĩnh mạch xuyên. À xin lỗi, tĩnh mạch Giacomini, tên của cái tác giả tìm ra cái tĩnh mạch nối kết giữa tĩnh mạch hiện lớn và tĩnh mạch hiện bé. Đây là một cái biến thể giải phẫu khác nữa. Cái tĩnh mạch hiện bé nó không đổ vào hõm khoeo mà nó đổ vào phía trên cao thế này, đổ vào tĩnh mạch đùi. Nhưng và nó cũng có một cái tĩnh mạch Giacomini nối kết giữa tĩnh mạch hiện bé và tĩnh mạch hiện lớn. Còn đây một cái biến thể giải phẫu khác là cái tĩnh mạch hiện bé nó không đổ vào tĩnh mạch khoeo mà nó đổ ngay vào trong cái tĩnh mạch hiện lớn. Và đây là một cái biến thể giải phẫu khác, nó không có tĩnh mạch Giacomini. Và đây là một cái biến thể khác, nó có thể có nhiều cách, nhiều đường đổ vào tĩnh mạch đùi và nó không có Giacomini. Đây là những cái loại biến thể giải phẫu thông thường. Và thông thường vì sao chúng ta phải tìm các cái chỗ đổ vào này, cái biến thể giải phẫu này? Vì đây là cái lệ thông thường, cái một số một này là thông thường này. Tuy nhiên khi mà đánh giá các cái suy và hở van thì cái van hợp lưu, cái chỗ hợp lưu của nó giữa cái tĩnh mạch nông với tĩnh mạch sâu thì nơi mà cái vị trí mà cái van này bị thương tổn rất là nhiều, bị suy van ở chỗ này rất là nhiều. Đây là cái nguyên nhân mà gây ra suy các cái tĩnh mạch ở chi dưới, tĩnh mạch nông chi dưới. Nếu chúng ta không xác định được cái vị trí đổ vào các cái biến thể giải phẫu 2, 3, 4, 5, 6 này thì chúng ta cứ tìm ngay cái chỗ khoeo này để tìm cái độ vào của cái tĩnh mạch hiện bé. Độ vào tĩnh mạch khoeo thì chúng ta sẽ sót những cái chẩn đoán suy giãn cái tĩnh mạch mà do những cái biến thể giải phẫu như thế này. Một cái đặc điểm khác trong cái giải phẫu của cái hệ thống tĩnh mạch là các cái van. Cái van này giống như cái van, van hai cạnh van thôi, là hai cạnh. Nó hai cạnh. Và cái cạnh nó chỗ vị trí mà nó cắm vào cái thành của cái tĩnh mạch. Thì đây là một cái lớp nội mạc của cái mạch máu thôi, nó dày lên, nó gờ lên và tạo thành một cái hai cạnh van giống như cái van hai lá vậy. Thì trong cơ thể chúng ta thì là từ tĩnh mạch hiện dưới, tĩnh mạch cả cái tĩnh mạch chi dưới nó có khoảng 150 cái. Thì cả cái tĩnh mạch này nhất đối với các cái tĩnh mạch càng lớn thì nó có nhiều cái van hơn, nhưng mà đối với các cái tĩnh mạch nhỏ dưới đường kính 2 mm thì không có van. Thì người ta tính khoảng tĩnh mạch hiện lớn thì có khoảng 6 đến 25 cái van, tĩnh mạch hiện bé khoảng 7 đến 10, và dĩ nhiên cả tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch xuyên là cũng có cái van của nó. Nói chung thì cái số van trên cái hệ thống tĩnh mạch sâu nó nhiều hơn so với cái hệ thống tĩnh mạch nông. Chức năng của cái van này là gì? Đây là một cái chức năng rất quan trọng trong cái hệ thống tĩnh mạch. Và chúng ta đánh giá khám tĩnh mạch là chúng ta phải đánh giá khám các cái van này, đặc biệt những cái van mà chỗ hợp lú giữa cái tĩnh mạch hiện lớn đổ vào tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch hiện bé đổ vào tĩnh mạch khoeo. Cái van này nó cho phép đường đi một chiều thôi. Nó đi từ máu dòng chảy chúng ta sẽ dòng chảy máu trong tĩnh mạch và đi từ ngoài vi, tức là phần thấp của cơ thể, đi vào phần trung tâm, tức là tim, xem là trung tâm, từ phần thấp, từ phần ngoài vi ở các cái đầu chi cho đến vào tim, thì một hướng đi như vậy. Và sau khi một hướng đi như vậy thì nó tùy theo cái áp lực của cái bên trong lòng mạch mà các cái van này khi mở, khi đóng, khi mở, khi đóng. Khi mở thì nó cho đi qua, còn khi mà đóng lại thì nó không cho cái dòng chảy ngược lại từ trung tâm ra ngoài vi. Và đây là mọi người thấy cái hướng các cái van, đây là cái nông, đây là tĩnh mạch sâu, còn đây là cái mạc này là mạc nông. Như vậy thì đây là cái tĩnh mạch nông, còn cái này là tĩnh mạch sâu. Giữa này có cái mạch nông và những cái tĩnh mạch mà đi ngang qua cái tĩnh mạch này gọi là tĩnh mạch xuyên. Như vậy cái van này nó có hướng từ xuôi dòng, hướng về phía trung tâm, từ ngoài vi vào trung tâm và từ nóng vào màu sâu. Như vậy thì suy cả cái van và nhà thì những chức năng của cái van này nó chỉ cho phép dòng chảy đi một chiều, và thứ hai nó ngắn cái hiện tượng dòng chảy từ trung tâm ra ngoài vi, ra ngoài vi. Chính như thế mà chúng ta đứng cả ngày mà
dưới tác động của các cái ván còn nguyên vẹn tốt thế này thì chúng ta sẽ không bị cái hiện tượng tù máu à, từ đúng ra theo quy luật trong trường thì máu sẽ đổ về chân đúng không, nhưng mà nhờ có các cái hệ thống ván này mà máu của chúng ta sẽ không được đổ, không bị đổ về chân được, chúng ta không bị phù được là nhờ cái hệ thống các cái ván này. Đó là cái phần giải phẫu, cái phần nhắc lại phần huyệt động tí. Như vậy huyệt động là gì? Huyệt động là một cái ngành học mà nó nghiên cứu về cái dòng chảy của các cái mạch máu bên trong cơ thể, dòng chảy của tĩnh mạch, dòng chảy của động mạch. Hôm nay chúng ta phải phần tĩnh mạch, chúng ta phải nghiên cứu về các cái đại lượng đặc trưng cho cái dòng chảy huyệt động của khí các cái tĩnh mạch. Thứ nhất, chức năng của cái hệ động mạch này là cái nó hồi lưu về, nó hồi lưu máu về tim. Chức năng thứ hai là điều hòa cái lưu lượng máu của tuần hoàn cơ thể. Khi cơ thể mất máu thì những cái toàn bộ máu của cái vùng cảnh chân nó sẽ dồn vào ở những cái vị trí được bổ sung cho cái lưu lượng tuần hoàn, đặc biệt cái nơi mà hai cái các cái xoáng tĩnh mạch trong cái hai cái bắp chân chúng ta trong cái cơ bụng trong bụng ngoài thì nơi là lưu trữ máu của cơ thể một lượng rất là lớn. Khi cơ thể mà cần máu thì nơi này sẽ là điều biến của các cái lượng máu bên trong các cái xoáng tĩnh mạch này để đổ về vòng tuần hoàn trong cái hệ thống tuần hoàn chúng ta. Thứ ba nữa thì cái nhiệm vụ của cái ván này nữa là nó duy trì lực bơm từ ngoài vi cũng như là cái lực đẩy từ tim để duy trì cái tuần hoàn. Và thứ tư quan trọng đó là tham gia vào cái cân bằng nội môi, duy trì một cái áp lực tưới máu mô và để cho trình trạng dinh dưỡng mô. Các cái đại lượng mà thường thường người ta nghiên cứu về hoạt động trong tĩnh mạch đó là cái áp lực của tĩnh mạch, vận tốc của cái tĩnh mạch, từ vận tốc người ta suy ra được cái lưu lượng của tĩnh mạch, và cái yếu tố thứ tư đó là cái sức cản của cái tĩnh mạch. Đây là các cái đại lượng mà cần nghiên cứu trong quá trình thăm khám chúng ta. Như vậy thì cái siêu âm chúng ta sẽ siêu âm Doppler, đặc biệt là dâm Doppler sẽ cung cấp được cái thông tin về cái vận tốc và cái lưu lượng. Vận tốc thì mình đo được các cái giá trị vận tốc qua cái kỹ thuật Doppler cũng chưa, và trên hình ảnh 2D B1 thì chúng ta biết được cái thiệt diện của cái mạch máu. Từ cái thiệt diện chúng ta sẽ suy ra được cái lưu lượng của cái mạch máu đó, đồng thời bằng cái công thức lưu lượng chính là bằng trung bình của kỹ vận tốc nhân cho trung bình của kỹ thiệt diện của cái mạch máu, thì chúng ta sẽ ra được cái lưu lượng của cái dòng chảy. Và một cái đặc điểm nữa, vậy còn các cái yếu tố còn lại, áp lực tĩnh mạch, sức cản tĩnh mạch thì chúng ta nghiên cứu bằng thế nào? Chúng ta phải nghiên cứu bằng cái kỹ thuật siêu âm và những cái thông số nó phản ảnh không nó, nó đo trực tiếp áp lực giống như cái máy đo áp lực bằng thủy ngân như chúng ta thường đo, mà nó có thể bằng cái qua những cái hình ảnh, những cái biểu hiện gián tiếp trên siêu âm Doppler tĩnh mạch. Chúng ta sẽ biết được cái áp lực tĩnh mạch bên trong cái tĩnh mạch nó lớn hay là bé, hoặc là qua gián tiếp các cái thông tin về siêu âm 2D chúng ta sẽ biết là lớn hay là bé trong cái tĩnh mạch đó. Một cái yếu tố nữa là cái sức cản. Sức cản là gì? Sức cản là cái bình thường cái dòng chảy chúng ta đi chạy trong một cái đoạn kênh đoạn trên đoạn mạch thì chắc chắn trên đường đi của nó sẽ gặp những cái ma sát, cái lực ma sát giữa các cái hồng cầu về thành mạch, thì hoặc là những cái thành mạch nó thô ráp chẳng hạn, hoặc là những cái thành mạch nó hẹp, những cái lòng mạch nó hẹp chẳng hạn, thì nó tạo ra một cái sức cản. Đây là cái các cái đại lượng mà chúng ta nghiên cứu trong cái huyệt động học của kỹ tĩnh mạch. Nên thứ nhất về kỹ đại lượng áp lực tĩnh mạch. Áp lực tĩnh mạch ở đấy thì người ta bằng người ta được tĩnh nghiên cứu ở tĩnh bằng cái áp lực lấp đầy tĩnh. Tương tự áp lực lấp đầy tĩnh này là cái khả năng của một cái mạch máu nó trướng căng ra để nó chứa một cái đường máu, tôi gọi là áp lực lấp đầy tĩnh, cộng cái áp lực đồng năng và cộng cái áp lực thủy tĩnh. Áp lực lấp đầy tĩnh này thường thường là lượng rất là nhỏ, người ta cho là cái epsilon có thể bỏ qua. Áp lực đồng năng thì tĩnh theo công thức là 1/2 của cái rho nhân cho bình phương của vận tốc, thì cái tĩnh giá trị vận tốc của cái thường thường cái rho này là tỷ trọng của máu, còn vận tốc này là cái dòng chảy vận tốc của cái dòng chảy tĩnh mạch, thì cái giá trị nó khoảng 15-20 mm thủy ngân, rất là thấp. Như vậy còn lại cái áp lực thủy tĩnh này đấy là cái áp lực đáng kể nhé trong cái tĩnh mạch, đó là kỹ nó thường thường là tĩnh giống tĩnh bằng kỹ chiều cao của cái cột nước, nó giống như là cột nước vậy, dù như cắm cái cây tĩnh mạch nên chịu xem nên nó là ngang bằng cái ống nước, và cái ống nước nó cao chiều cao bằng cái chiều cao một cái cơ thể, chiều cao một cơ thể thì nó thường thường nó tĩnh từ cái vị trí trung tâm của chúng ta là kỹ nhĩ trái nhĩ phải, nơi mà xem nó áp lực là zero và cái trọng lượng nó sẽ bằng cái dấu trừ ở đấy nó nói đến giá trị
âm là do cái áp lực của cái trọng trường, và cái công thức nó bằng rho nhân cho g nhân cho h. G là rho là tỷ trọng của máu, g là gia tốc của trọng trường, và thường thường cái giá trị bằng 980 cm trên giây bình phương. Còn h khác là cái chiều cao của cái cột máu. Ví dụ cái một cái người cao 1m75 thì cái áp lực khí tĩnh này, một là tĩnh theo cái công thức này là rất là lớn, nó tính ra được khoảng 102 mm thủy ngân. Mọi người thấy là bình thường. Như vậy một cái áp lực ở ngay trong tĩnh mạch, trong lòng mạch mở cái vị trí của cái các bàn chân chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đo được một cái áp lực khoảng 100 mm thủy ngân. Đây là một cái áp lực rất là lớn. Nhưng mà dù sao như hồi nãy tôi có nói đó, nhờ cái hệ thống van mà những cái áp lực này nó được phân điều ra, phân phối điều ra, cho nên nó không tác động lên các cái thành mạch của một cái áp lực lớn như thế này, và nó được phân bổ liều ra tất cả các cái tầng của cái tĩnh, các cái van tĩnh mạch. Nhờ thế mà chúng ta sẽ không bị cái hiện tượng trào dịch ra bên ngoài thành mạch. Người ta nghiên cứu cái áp lực tĩnh mạch này thay đổi theo tư thế và thay đổi theo kỹ bệnh lý khác nhau. Và dù khi nằm thì cái áp lực rất là thấp, khi nằm thì mọi người thấy đó, nó khoảng với một cái người bình thường nhắm chứng ở đây thì khoảng 7 mm thủy ngân. Một cái người suy giãn tĩnh mạch thì khi nằm nó cũng không thay đổi gì đậm so với cái người bình thường, nhưng một cái người khi nằm nó có huyệt khối tĩnh mạch sâu, mà huyệt khối tĩnh mạch hoặc huyệt hội chứng sau huyệt khối tĩnh mạch thì một cái giá trị huyệt khối, giá trị cái áp lực của cái tĩnh mạch bên trong rất là lớn. Còn khi đứng thì rõ ràng cái đứng thì những cái nhóm chứng thì những người bình thường với cái áp lực khi đứng ở cái cẳng chân, ở cái bàn chân chẳng hạn, người ta đo được khoảng 90 mm thủy ngân. Trong trường hợp người bị suy giãn thì khoảng 87, người huyệt khối thì khoảng 93, và người sau huyệt khối thì 90. Còn khi đi, đây là một cái khi đi thì mọi người thấy đi thì cái áp lực nó giảm đi nhiều, mọi người thấy áp lực nó giảm đi rất nhanh. Cái động tác đi là một cái động tác mà nó làm cho máu nó lưu thông được, nó không còn ư trệ lại tại một cái vị trí, nó đẩy lượng máu về trung tâm rất là nhanh. Mà khi đi như thế, nhờ vậy mà cái áp lực ở cái đợt bàn chân chúng ta nó giảm đi rất là nhanh. Nhưng mà đối với người suy giãn tĩnh mạch thì nó vẫn còn cao, và người sau huyệt khối nó vẫn càng cao, và cái tình trạng sau huyệt khối cũng là cao. Mọi người thấy trong cái áp lực tĩnh mạch ở những cái người bị huyệt khối và những người sau huyệt khối là cái nhóm này, mọi người thấy cái nhóm này họ rất là cao, giá trị áp lực là rất là cao. Đây là giải thích cho cái điều chỉnh của bệnh nhân đó. Những người bị viêm tắc huyệt khối tĩnh mạch thường thường họ cảm thấy nặng nề chân. Nặng nề chân là vì do cái tình trạng áp lực của trong cái lòng mạch nó gia tăng thường xuyên. Và khi áp lực nó gia tăng thế này là một trong những yếu tố mà gây ra tình trạng thoát mạch trên những cái bệnh nhân đó, và gây ra tình trạng là phù nề. Cái triệu chứng giải thích được cái triệu chứng phù nề chứng cẳng chân của những cái bệnh nhân mà suy giãn tĩnh mạch, hoặc là những bệnh nhân mà huyệt khối tĩnh mạch, hoặc là hội chứng sau huyệt khối. Từ cái áp lực của các cái mạch máu này nó thay đổi thế này, chúng ta cũng suy diễn ra được là khi mỗi lần khám là một cái kỹ thuật khám, chúng ta cũng cần thay đổi tùy theo cái vị trí, cái tư thế đứng của từng khám chúng ta cũng thay đổi. Như vậy thì mọi người thấy trong cái bài vừa rồi đó, chúng ta thấy rằng áp lực thấp nhất là tư thế nằm, áp lực tĩnh mạch cao nhất là tư thế đứng, và áp lực giảm đi khi thể tư thế vận động. Như vậy thì ở đây chúng ta áp dụng vào thực tế khi khám siêu âm tĩnh mạch thì chúng ta phải chọn lựa tư thế tùy theo cái đánh giá lâm sàng, để cái chỉ định lâm sàng của bệnh nhân. Trong cái phần chỉ định lâm sàng tôi sẽ nói tiếp, cái phần này tôi nói trước phần nữa là khi mà bệnh nhân muốn khảo sát bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đứng, vì lúc này chúng ta muốn cái áp lực, khi áp lực nó trong lòng mạch nó cao, để nó thử thách với các cái van, xem cái van nó bị suy không. Mà khi nó thử thách cả các cái van nó không chịu nổi thì nó ấy tình trạng suy van chúng ta đánh giá rất là tốt. Còn ngược lại, những cái bệnh nhân mà có bị huyết khối tĩnh mạch thì cái tư thế nằm là tư thế áp lực thấp nhất, và cái áp lực thấp nhất mà mục đích của chúng ta là khảo sát để tìm ra những cái các cái huyệt khối, các cái cục huyệt khối bên trong các cái tĩnh mạch. Và như thế thì cái áp lực của cái lòng mạch lúc này sẽ là thấp, lúc đó nó tạo điều kiện dễ dàng cho chúng ta khám. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ thấy rằng lát nữa chúng ta sẽ đi tiếp cái phần mà kỹ thuật khám. Nên tôi xin nói trước ở đấy thì khi mà đánh giá chỉ định là lâm sàng là
khám mà đánh giá huyết khối tĩnh mạch thì phải cho bệnh nhân nằm. Còn chỉ định lâm sàng là đánh giá bệnh nhân là suy giảm tĩnh mạch thì chúng ta phải cho bệnh nhân đứng. Thế là kỹ từ cái nghiên cứu hoạt động thế này, người ta đưa ra cả cái khuyến cáo về cái cách khám cho nó phù hợp, cái tư thế khám bệnh nhân cho phù hợp. Tôi cũng thấy có một vài cơ sở khi khám suy giảm tĩnh mạch để cho bệnh nhân nằm này cũng hợp lý lắm. Mọi người qua ở đây qua cái phần mà nghiên cứu về hoạt động học của cái tĩnh mạch thế này thì mọi người sẽ thấy là khi mà khám mà đánh giá suy giảm tĩnh mạch mà cho bệnh nhân nằm là hoàn toàn bất hợp lý nhé. Thì đây cái phần kỹ thuật khám chúng ta sẽ nhắc lại cái điều này nữa lần nữa. Trong cái nghiên cứu áp lực tĩnh mạch, người ta thấy áp lực tĩnh mạch có liên quan đến thể tích của cái lòng mạch và khẩu kính của lòng mạch. Ba cái đại lượng này là liên quan với nhau. Thì người ta thấy áp lực tĩnh mạch cột dưới này là cái trục khoanh. Thì khi cái áp lực tĩnh mạch càng lớn thì cái khẩu kính mạch máu càng giãn nở ra. Đương nhiên tại vì cái trương lực hồi nãy giải phẫu tôi quên nhắc lại, trương lực của tĩnh mạch nó rất là lớn nên nó khả năng chuông giãn nó rất là cao, nó khác với động mạch. Động mạch thì do ba cái lớp nhất là lớp dừa, lớp cơ rất là dài cho nên khả năng chuông giãn nó rất là kém. Ngược lại cái lớp cơ sợi, lớp sợi đàn hồi và lớp cơ bên trong của cái tĩnh mạch nó ít hơn, nó mỏng hơn cho nên là khả năng chuông giãn nó rất là cao. Như vậy khi với cái lòng mạch mà lấp đầy, lòng thể tích càng lớn thì cái áp lực càng lớn và cái đường kính nó giãn ra càng lớn, và tương ứng như thế cái thể tích mà càng càng bé cái áp lực càng âm càng càng nhỏ, càng zero thậm chí là âm thì cái lòng mạch sẽ nên bị xẹp đi. Như vậy thì mọi người thấy đây cũng nói lên được cái bổ sung cái ý hồi nãy tôi có nói là khi khám huyết khối tĩnh mạch thì chúng ta nên cho bệnh nhân nằm tư thế nằm, vì tư thế nằm như áp lực nó rất là thấp và áp lực thấp thì cái lòng mạch nó nhỏ lại và chúng ta đánh giá tìm cái huyệt khối bên trong này là rất là dễ dàng hơn là tìm huyệt khối bởi một cái tĩnh mạch nó cắn giãn to như thế này. Thì cái áp lực tĩnh mạch với cái áp lực động mạch dĩ nhiên hồi này luôn luôn có một sự chênh áp giữa cái áp lực độ lớn của áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch ở một cái vị trí của cơ thể. Về trong cái áp lực tĩnh mạch này nó tham gia vào cái tình trạng cân bằng nội môi. Cân bằng nội môi thì mình thế nào? Thì mọi người thấy đấy là cái định luật Starling đó. Thì cái áp lực của cái tĩnh mạch, đây là một cái đoạn mao mạch, đầu này là tiểu động mạch, đầu này là tiểu tĩnh mạch, và khi cái nội môi là cái dịch mà nó thoát ra khỏi lòng mạch, đám đám mao mạch, nó sẽ được hấp thụ vào cái đoạn cuối của đoạn đầu của cái mao mạch thì nó cái tình trạng là thoát dịch, nhưng mà đoạn cuối của cái mao mạch thì nó hấp thụ trở lại. Điều này nó chi phối bởi cái áp lực kéo, áp lực thủy tĩnh bên trong cái tĩnh mạch này, và cái áp lực kéo áp lực kéo của cái môi trường bên ngoài. Kéo thì có xu hướng hút cái dịch về phía đó, là áp lực thẩm thấu đó. Thì ở đây là cái áp lực thẩm thấu của môi trường, áp lực thủy tĩnh của môi trường và áp lực kéo, áp lực thủy tĩnh của cái lòng mạch và áp lực thẩm thấu của cái lòng mạch. Giữa bốn cái giá trị áp lực này nó cân bằng nhau, nó cân bằng trong đi ngang qua cái mạch máu này, đi ngang qua cái máu mạch. Đoạn đầu thì cái áp lực thủy tĩnh ở bên trong lòng mạch nó cao hơn, nhưng mà cái áp lực thẩm thấu nó thấp hơn và dịch có xu hướng nó thoát ra ngoài. Nhưng mà cái đoạn sau thì cái áp lực thủy tĩnh ở bên ngoài thì lại nhiều hơn so với áp lực thủy tĩnh bên trong, và cái thẩm thấu kéo chứ ở bên ngoài là nhiều hơn, lớn hơn so với thẩm thấu kéo, cho nên nó hấp thụ dịch và trở lại lòng mạch. Và khi mà một lượng dịch bất được không được hấp thụ hết, nó sẽ được bạch mạch hấp thụ tiếp. Như vậy mà chúng ta trong nội môi chúng ta không bao giờ có tình trạng phù nề ở những người bình thường. Bây giờ nếu cái phía tĩnh mạch này bị bệnh lý, bị huyết khối, bị suy giảm tĩnh mạch, cái này áp lực này tăng lên, áp lực tăng lên thì như thế cái áp lực thủy tĩnh ở đây nó càng tăng lên. Như vậy nó không làm cái nhiệm vụ đưa dịch vào lại bên trong cái máu mạch, đầu phía máu mạch này, mà nó có xu hướng đẩy dịch ra ngoài tiếp tục hơn nữa. Như chính vì vậy là gây ra tình trạng là phù nề của cái các chứng của chúng, cả cái bắp chứng, cả cái chứng của chúng ta khi chúng ta bị lý bệnh lý huyết khối tĩnh mạch, hay là bị suy giảm tĩnh mạch do cái áp lực bên trong cái tĩnh mạch này gia tăng.
đó là cái phần phần phân tích về cái áp lực tĩnh mạch. Bây giờ chúng ta phân tích về cái vận tốc và lưu lượng của cái tĩnh mạch. Thì đây là một cái đoạn mạch máu, nó có theo trên cái đoạn mạch máu này thì nó có theo luật là Poisson. Định luật Poisson là thế nào? Một cái lưu lượng của cái dòng chảy bên trong cái đoạn mạch nó phụ thuộc vào delta P, áp lực của cái đầu của đoạn mạch, áp lực của cuối đoạn mạch, và nó phụ thuộc vào cái bán kính của cái đoạn mạch này, nó phụ thuộc vào cái nui là cái độ nhớ của cái mạch máu này, đoạn mạch trong mạch máu này, L là chiều dài của cái mạch máu, và P là cái hằng số rồi, và nó chia cho 8. Như vậy thì đấy là cái công thức Poisson, nó rất là nổi tiếng về nghiên cứu về hoạt động của một cái dòng chảy. Thì công thức này cũng thể được áp dụng trong cái tĩnh mạch của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy cái vận tốc của bê trong mạch máu này và cái liên quan với cái lưu lượng dòng chảy như qua cái công thức là quý bằng V nhân cho A. Và từ cái công thức này, Poisson này, về công thức tĩnh lưu lượng này, chúng ta sẽ suy ra được là cái delta P chính là bằng cái chế nạp giữa hai đầu, thì delta P hai là bằng cái quý nhân cho cái R, và cái R này chính là cái trở kháng của dòng chảy, một cái đại lượng một năm chúng ta cũng đang trong nghiên cứu. Ở đây thì trong từ delta P này chúng ta suy ra được cái áp lực tĩnh mạch ngoài ví là chính bằng cái lưu lượng quý nhân cho R cộng cho áp lực tĩnh mạch trung tâm. Như vậy thì mọi người thấy cái vận tốc V và cái lưu lượng quý nó phụ thuộc vào cái chế áp giữa hai đầu một đoạn mạch và cái trở kháng của cái đoạn mạch đó. Ví dụ cái trở kháng của đoạn mạch là gia tăng trong cái huyệt khối chẳng hạn, huyệt khối trong tĩnh mạch nó xuất hiện huyệt khối trong tĩnh mạch, thì rõ ràng cái áp cái dòng chảy nó, cái vận tốc nó sẽ giảm đi, và cái lưu lượng sẽ có cái dòng chảy nó sẽ giảm đi, thậm chí nó tắt hoàn toàn lưu lượng và trở lại bằng vận tốc trở lại bằng V, và quý cái lưu lượng nó trở lại bằng zero. Và theo cái công thức mọi người thấy, khi mà một cái huyệt khối chẳng hạn thì cái áp lực tĩnh mạch ngoài vi nó sẽ gia tăng rất là dữ dội, vì nó cộng thêm một cái áp lực bên trong lòng mạch là do kỹ. Mọi người thấy cái công thức ở đây, mọi người thấy được là khi mà nó xảy ra một cái tình trạng nghẹt, cái error này rất là lớn, tắc nghẹt chẳng hạn, thì áp lực tĩnh mạch ngoài vi là rất là cao. Bây giờ chúng ta đi vào cái đại cường cả là cái sức cả, thì trong cái công thức vừa rồi đó chúng ta sẽ thử rút ra được cái error cả này chính là bằng 8L, L chiều dài đoạn mạch, nui là độ nhớ của máu, P là cái số P bình thường, R là bán kính của mạch máu. Như vậy khi mà một cái huyệt mạch máu, đoạn mạch máu có huyệt khối chẳng hạn, thì R này sẽ tăng rất là dữ dội. R tăng rất là dữ dội là vì theo cái công thức hồi nãy tôi có nói đó, chính là bằng cái quý nhưng R nhưng cộng với cái áp lực tĩnh mạch trung tâm. Và chúng ta đi qua cái phần nghiên cứu về cái điều biến của dòng chảy. Như vậy thì dòng chảy tĩnh mạch làm sao nó chảy được? Mình đứng thế này mà sao máu lại từ từ băng chứng chúng ta lại lên tim được? Đối với cái động mạch thì mọi người dễ hiểu được ha. Động mạch thì có cái cống bóp lực đẩy của cái tỷ tim, nó đẩy bằng một cái mỗi lần bóp cái tâm thu ấy, tâm bóp cái thì nó đẩy một cái lượng máu vào trong động mạch chủ, rồi từ đó nó đẩy máu tiếp ở các cái động mạch đi theo, tiếp tục đi theo. Như đối với tĩnh mạch thì sao? Đối với tĩnh mạch thì đâu nó còn chịu ảnh hưởng bởi cái lực bóp của cái động mạch nữa. Như vậy tĩnh mạch đòi hỏi có một cái sự điều biến của dòng chảy của nó. Đây là các cái yếu tố mà gây ra tình trạng điều biến của dòng chảy lưu chuyển bên trong của tĩnh mạch, đó là cái vận động của hệ cơ. Như vậy thì tĩnh mạch nông hay là tĩnh mạch đặc biệt tĩnh mạch sâu, mọi người thấy đó, nó nằm trong cái hệ cơ. Như vậy mỗi lần cơ có xu hướng có lại thì vô hình chung giống như là mình ép vào cái tĩnh mạch, đẩy mình cái cơ nó cái bỏ cơ nó có cho chuông giả lại, nó chuông lại thì giống như nó ép vào bên trong cái tĩnh mạch mà nó chữa tĩnh mạch bên trong cái cơ đó, và nó của mình kết quả là nó đẩy cái lượng máu bên trong cái tĩnh mạch đi về từ ngoài vi vào trung tâm. Thứ hai là nhờ cái hoạt động của cái buồng tim phải mặc đầu nhị phải là được xem là cái nơi tĩnh mạch trung tâm, đây là nơi mà cái giá trị tĩnh mạch nó thấp nhất, nó khoảng từ 0 đến 5 mm thủy ngân, và cái chế áp hoạt động của cả kỹ có bóp của cái nhị phải này mà nó sẽ điều biến cái dòng chảy nhận máu để tạo ra được một cái chế áp từ nhị phải
là nơi trung tâm, nó so với một chế nạp, so với cái tĩnh mạch ở ngoài vi, là như vậy thì chế nạp đó mà làm cho dòng chảy từ ngoài vi về trung tâm. Một cái hoạt động khác nữa là hoạt động hô hấp, chúng ta hít vào thở ra cũng tạo ra được một cái chế nạp, tạo một cái chế nạp từ ngoài vi ở trung tâm để mà dòng chảy từ ngoài vi vào trung tâm. Ví dụ tôi ví dụ hít vào chẳng hạn, chúng ta khi hít vào thì lúc đó áp lực trong cái lồng ngực sẽ đã trở lên âm, áp lực trong lồng ngực âm, thì như vậy thì máu sẽ có xu hướng từ cái nơi mà có áp lực cao, tức là các cái tĩnh mạch ở trong ổ bụng đó, nó sẽ trực chuyển rất là nhanh trở về cái về nhịp bài, đó là cái chế nạp do cái lồng ngực âm tạo ra, một cái chế nạp giữa dòng chảy ở ổ bụng với dòng chảy bên trong cái nhịp bài. Một cái chế nạp khác, một cái cơ chế khác để điều biến dòng chảy đó là một chế nạp giữa động mạch và tĩnh mạch, luôn luôn có một cái điều biến. Như hồi nãy chúng ta thấy đó, với cái một cái người 175 thì cái áp lực của tĩnh mạch khoảng 100 mm thủy ngân, nhưng mà mọi người đo về áp lực của cái động mạch ở mặt cả chân thì sao, bình thường chúng ta đo khoảng 120, 130, 140, áp lực của động mạch ở chân thì thường thường lớn hơn so với tay, về huyệt áp tay chúng ta thường thường đo khoảng 120, 130, ví dụ thì áp lực của động mạch thì chân thì nó khoảng 140. Như vậy luôn luôn có một sự chế nạp giữa động mạch và tĩnh mạch, chính cái cơ chế chế nạp này mà duy trì dòng chảy từ động mạch và tĩnh mạch. Ngoài ra một cái cơ chế khác là co giãn tĩnh mạch dưới cái điều khiển các cái hệ thống của thần kinh, thể dịch và nhiệt độ môi trường. Ví dụ một cái cảm xúc nó làm cho cái giãn mạch đó, nó cũng lấy tán chế nạp, là từ chế nạp đó làm lưu lượng qua tĩnh mạch nó thay đổi. Chính vì vậy mọi người thấy nhiều người bị một cái cảm xúc nó thấy cái mặt đỏ lên, ví dụ như thế. Hoặc là cái nhiệt độ cũng vậy, nhiệt độ môi trường nó làm khi nhiệt độ nó lớn thì môi trường là cái trời nắng thế này, nhiều khi nó làm giảm các cái tĩnh mạch, nó cũng làm cho cái mặt chúng ta trở nên hồng ra. Cái phần mà cơ chế điều biến của các cái cơ, đây là cái mặt sơ đồ này nói lên được các cái cơ điều biến của cái hệ cơ đây. Đây là cái bằng sơ đồ này vẽ, cái đấy là cái là tĩnh mạch sâu, cái này là tĩnh mạch nông, còn cái này là tĩnh mạch xuyên, để đi từ nông nổi từ nông vào hệ sâu. Còn cái phần tô đen đen này chính là cơ, và cái cơ này nó làm nhiệm vụ nó co bóp. Có bọt mỗi lần đó, ví dụ nghỉ ngơi thì nó có bọt, như vậy nó cho máu từ cái hệ nóng vào trong hệ sâu, và khi nó có cơ chẳng hạn, khi cái cơ này có lại thì làm cả cái mạch máu nó có lại ở đây, thì không cho phép tĩnh mạch từ nóng ở đây nó bị ngắn lại, dòng cái van ở đây xuất hiện cái van này, và nó khi có lại thì nó dồn máu trong cái đoạn tĩnh mạch sâu này để đi vào hạ lưu, đi vào trung tâm, và khi co bóp như thế cái máu đi từ cái ngoài vi vào mở các cái van của cái chỗ mà tĩnh mạch hiện ra cái tĩnh mạch sau đuôi sâu để nó đưa máu vào cái trung tâm. Còn khi giãn cơ thì ngược lại, giãn cơ thì nó cho phép cái van của ngay cái vị trí này mở ra để nó tiếp nhận máu từ cái hệ nóng và hệ sâu. Như thế có một siêu điều biến giữa nghỉ ngơi, có cơ, giãn cơ, và như thế một sự tức là nhuần nhuyễn điều phối giữa các cái van cũng như sự co bọc cả các cái tĩnh mạch sâu và nông, nhờ thế mà máu từ ngoài vi vào ở trung tâm. Ngoài ra các cái điều biến ngoài cơ này, chúng ta các cái thánh như các cái yếu tố như là buồng tim, hoạt động hô hấp, rồi cơ chế áp động mạch, tĩnh mạch, huyệt kinh, hoặc là co giãn cái thần kinh, thể dịch, nhiệt độ, đó tạo ra một sự điều biến rất hài hòa giữa các cái thành phần của cái tĩnh mạch chi dưới để mà đưa máu từ ngoài vi vào trung tâm. Cái phần này là nói lên được cái điều biến của tim đây. Cái phần này tim thôi cũng đã đi lướt qua nhanh cái phần này. Là cái slide này nói về điều biến của hô hấp. Khi mình thở ra, hít vào, thì lưu ý ở đây thì cái điều biến hô hấp đối với cái dòng chảy trong tĩnh mạch. Dòng chảy trong tĩnh mạch thì nó khác biệt nhau giữa chi trên và chi dưới mọi người nhé. Chi khi mình hít vào thì cái dòng chảy của chi dưới nó chậm lại, nhưng mà chi trên nó là gia tốc lên. Còn khi mình thở ra thì dòng chảy ở chi dưới, xin lỗi chỗ này bị sai, dòng chảy chi dưới đó thấp lại và dòng chảy là tăng lên, cái này bị hơi bị ngược cái hình vẽ này bị hơi bị. Còn đây là cái chế nạp động mạch thì luôn luôn có cái chế nạp giữa động mạch và tĩnh mạch trên một cùng đoạn cơ thể, đi biến về nhiệt độ, đi biến stress. Rồi bây giờ chúng ta đi cái phần thứ ba, chúng ta đi vào cái kỹ thuật khám siêu âm Doppler. Thì kỹ thuật khám siêu âm Doppler thế nào? Chúng ta cần một cái phòng tối yên tĩnh mà có một cái bục, gọi là bục thang, gọi là trước đây cái từ người ta gọi là cái bục tĩnh mạch, bây giờ thôi mình gọi là bục thang đây. Nó có 2 đến 3 cấp,
có thể vì cái tư thế bệnh nhân và cái người khám nó tùy thuộc vào chỉ định. Như hồi nãy tôi còn nói đó, đối với khám và suy giãn tĩnh mạch, bệnh nhân phải là đứng. Bệnh nhân đứng thường thường trên một cái bục thang, cái bục thang khi được tới cái bậc thứ cấp thứ hai thứ ba đó nó ngang tầm với cái tầm nhìn, để cho khi họ đứng ngang cái bậc hai bậc ba đó thì chỉnh ngang cái tầm nhìn với cái người ngồi khám. Và khám một cái chân thì cái trọng lượng trọng lượng toàn bộ cơ thể chúng ta khám một cái chân, ví dụ chân phải chẳng hạn, chúng ta muốn khám chân phải tĩnh mạch chi dưới chân phải thì toàn bộ cơ thể của người bệnh sẽ dồn vào cái chân trái, và lúc này cái chân chân phải sẽ được kế để lên trên một cái đòn hay một cái cục kê tạo thành một cái gấp, một cái khớp gối nó gấp nhẹ, và như vậy thì thả lỏng cái chân phải và chúng ta đánh giá kỹ toàn bộ cái chi dưới bên phải. Tuy nhiên khi bệnh nhân không thể đứng được, dù trong trường hợp bệnh nhân đứng được thì sao, thì chúng ta là cho bệnh nhân ngồi tư thế chandelier ngược, ngược tư thế chandelier ngược là cái đầu là thấp, bây giờ cái đầu là cao, gọi là chandelier ngược nhé. Đánh giá tĩnh mạch sâu, mạch xuyên. Đối với tĩnh mạch xuyên thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ngồi nhé. Đây là cái bục tĩnh mạch, người ta đứng đây là cái bục, người ta có cái cây đây này nhé. Và bục khác về chứng bên này thì bác sĩ lấy cái máy siêu âm ở đây. Xin lỗi, đây mà chỉ cho mọi người thấy đây là cái bục tĩnh mạch đây. Đây là cái bục tĩnh mạch có cái tay cầm, có hai bậc cấp thứ nhất, bậc cấp thứ hai, và cái ghế của bệnh nhân, ghế bác sĩ ngồi. Đây là cái máy siêu âm. Và khi ngồi như thế thì mình đứng trên cái bục này, tay bệnh nhân cầm trên cái tay cầm này, tay vịn này, và khi khám về chứng bên phải thì cái chứng bên phải là chứng trụ. Và cái chứng bên phải này kế thêm một cái gối, kế thêm một cái cục kế nữa, để cái chân phải này gập được gập lại thế này, và khi mình đánh giá toàn bộ cái tĩnh mạch chi dưới. Còn trường hợp bệnh nhân không thể đứng được thế này thì mình cho bệnh nhân nằm ở tư thế cái giường, mà dùng cái giường có như là giường mà mình xoay được á, để cho bệnh nhân nằm ở tư thế và chưa đến lên bờ ngược thế này. Cái tư thể trên đến bờ tương tương là suối thì nó là cái đầu thấp, còn cái này là tư thể cái đầu cao, gọi là trên đường lên bờ ngược. Còn đối với cái trong trường hợp khám bệnh nhân không ngồi được nữa, không cần có thể ngồi được, thì mình phải có ngồi trên mẹp giường để mình đánh giá cái đoạn chân. Đối với chỉ định huyệt khối thì bắt buộc cho bệnh nhân phải nằm nhá, để nằm đánh giá cả các cái tư thế, các cái tĩnh mạch bên trong. Lúc đó hồi nãy tôi có nói đó, tĩnh tư thế nằm là cái áp lực tĩnh mạch nó thấp nhất, và khi đạt được tĩnh mạch thấp nhất thì chúng ta làm cái nghiệm pháp đè ép rất là thuận lợi. Chứ mà nghiệm pháp đè ép là một nghiệm pháp rất quan trọng để mà xác định một cái huyệt khối nó hiện diện bên trong lòng mạch hay không. Đây là các cái tư thế bệnh nhân nằm và mình khám, những năm mà chúng ta khám tĩnh mạch, lúc bệnh nhân nằm để đánh giá cái huyệt khối tĩnh mạch. Có thể bệnh nhân đứng, có thể bệnh nhân ngồi trên bừa, trên đối với đoạn cẳng chân, có thể cho bệnh nhân ngồi ở mép giường và cái chân mình thẳng xuống dưới bờ giường thế này, mình có thể đánh khám được. Thì về yêu cầu kỹ thuật là chúng ta phải đánh giá 2D trước. 2D chúng ta phải đánh giá trên mặt cắt ngang, cắt dọc của cái lòng mạch. Thì khi cắt ngang, cắt dọc chúng ta phải đo, trên các em đó, khi mà đo mạch máu chúng ta phải cắt cắt ngang, mà cắt thiệt đúng vuông góc với cái trục mạch máu. Và chúng ta không đè ép nhiều, chúng ta đo cái tĩnh mạch lúc đó mà chính xác. Và khi cần đánh giá cái nghiệm pháp đè ép, thì lộ trình chúng ta mới thực hiện các cái nghiệm pháp đè ép trên cái mạch máu đó. Còn đánh giá trên mặt cắt dọc thì trên mặt cắt dọc này chúng ta sẽ đánh giá thành mạch, lòng mạch, đặc biệt các cái ổ van, đánh giá trên cái cắt dọc này rất là tốt. Trên cắt ngang thì không đánh giá được ổ van, nhưng mà trên cắt dọc này chúng ta đánh giá cái ổ van rất tốt, thậm chí khi hoạt động của ổ van mở đóng, hoặc là trước hoặc sau khi làm các cái nghiệm pháp trên nạp, ghế trên nạp, manh mạch. Ngoài ra khi khám mạch máu chúng ta cần đánh giá các cái mô xung quanh. Về thông thường ví dụ một cái viêm tắc tĩnh mạch thì nó gây tình trạng viêm xuyên thành, và xuyên thành thì khi tình trạng viêm đó là xuyên thành thì nó cũng gây ra viêm các cái mô xung quanh mạch máu, đặc biệt cái mô mỡ mà xung quanh mạch máu nó trở thành thâm nhiễm viêm, thì lúc đó chúng ta đánh giá rất là phải đánh giá bổ sung thêm một cái dấu hiệu rất là quan trọng trong trường hợp viêm huyệt khối tĩnh mạch. Đây là cái mạch máu bình thường khi đứng, mọi người thấy là giãn nở ra, và đây mọi người thấy cái van đang đập, nó đóng đập tắm mà mở đóng mở đóng mở đóng mở
và mỗi lần đóng thì mở ra thì dòng chảy nó đi dịch chuyển từ ngoại vi vào trung tâm. Đây là cái tĩnh mạch đùi, còn đây là cái tĩnh mạch hiển. À, đây là hình ảnh tĩnh, còn đây là hình ảnh động, chọn đây cái chỗ người ván đây. Và còn cái nghiệm pháp, một cái nhận nghiệm pháp quan trọng trong cái đánh giá tĩnh mạch đó là nghiệm pháp đè ép. Bình thường lên một cái tĩnh mạch là có động mạch thì nó có hình tròn vì nó khả năng cái trương lực của nó rất là lớn, thanh mạch rất lực lớn, rất là căng, và tĩnh mạch thì thường nó thanh mạch nó trương lực kém hơn và nó rất là dễ đè xẹp, đè nén. Và khi chúng ta làm nghiệm pháp đè nén thì nó hầu như là xẹp hoàn toàn cái lòng mạch ở vị trí này. Mọi người thấy cái áp lực lần này bây giờ trở về zero vì trong lòng mạch cũng có dòng chảy. Nghiệm như hôm nay có liên quan giữa đường chỉnh thể tích và cái áp lực. Và lúc này chúng ta đè ép cái vị trí này thì mọi người thấy bên trong này cái lưu lượng hầu như bằng không, cho nên mình thấy cái dòng chảy nào cả. Trong trường hợp mà huyết khối thì nó sẽ làm căng gạp lực còn lên cho loại lòng mạch chúng ta đè cũng xẹp được. Như vậy đánh giá cái mà huyết khối tĩnh mạch, một cái nghiệm pháp quan trọng tôi nói lại đó là đè ép mạch máu chứ không phải siêu âm Doppler. Doppler là dấu hiệu gián tiếp, còn cái này chính là dấu hiệu trực tiếp đánh giá trên cái huyết khối. Và đây là một cái trường hợp mà của cái bỏ mạch chạy sau. Mọi người thấy đây là cái động mạch nằm ở giữa và hai cái tĩnh mạch nằm hai bên. Động mạch thì hình tròn, hai cái tĩnh mạch là hình nằm hậu dục. Và khi mình chưa làm nghiệm pháp đè ép, mình thấy được hai cái tĩnh mạch đi kèm hai bên. Nhưng mà khi mình làm nghiệm pháp đè ép thì động mạch ở giữa nó không bị đè xẹp, nhưng mà hai cái tĩnh mạch hai bên nào bị xẹp hoàn toàn. Đó là kỹ thuật 2D. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái siêu âm Doppler. Doppler thì đầu tiên, cái bước đầu tiên là luôn luôn khảo sát trên Doppler màu, sau đó chúng ta đã đặt trên Doppler xung. Doppler màu chúng ta phải dùng đầu dò về tần số. Xin lỗi, hôm nay tôi quên nói kỹ thông số để khảo sát đầu dò siêu âm 2D là phải là tần số lớn. Đối với trường hợp những cái tĩnh mạch ở nông như tĩnh mạch hiển, tĩnh bé, hiển lớn, hiển bé. Còn tĩnh sâu, cái tần số khoảng đến 7 MHz, 7 đến 10 MHz, thậm chí với cái tĩnh mạch nhỏ nữa chúng ta càng nhưng tần số càng cao hơn nữa thì cái phân giải càng tốt. Đối với các cái tĩnh mạch sâu thì hiện nay cái tĩnh mạch sâu nằm rất là sâu, như hạn tĩnh mạch đùi chẳng hạn, tĩnh mạch chậu chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng các cái đầu dò công, đầu dò cong và tần số khoảng 5 đến 3.5 đến 5 MHz mới thấy rõ được. Tuy nhiên rồi với bây giờ người ta công nghệ là sử dụng đơn đa tần số, một cái đầu dò đa tần số mình có thể trên đầu dò đó mình có thể thay đổi tần số đi theo cái vị trí giải phẫu của cái mạch máu. Ví dụ ở đoạn tĩnh mạch hiển chúng ta đưa cái tần số lên 12 MHz, nhưng mà đối với cái đoạn chậu chúng ta có thể đưa cái tần số thấp lại 5 đến 7 MHz chẳng hạn. Còn đối với khảo sát kỹ Doppler thì chúng ta sử dụng cái khảo sát tần số 7 MHz đến 7 MHz đối với cái tĩnh mạch chi dưới, và tần số Doppler thì khoảng 4 đến 7. Mọi người nhớ trong một cái đầu dò thì cái tần số Doppler khác, tần số khảo sát Doppler khác với tần số khảo sát B1 nhé. Đây là hai cái tần số, từ 7 MHz là khảo sát tần số B1, còn 4 đến 7 MHz là khảo sát tần số khảo sát Doppler. Còn tần số Doppler là khác nữa, ba cái giá thì tần số trong một cái đầu dò trên một cái lần khảo siêu âm Doppler, mọi người nhớ ba thông số. Một là tần số ghi hình 2D là tần số khảo sát 2D, tần số khảo sát Doppler và tần số Doppler. Trong cái tần số Doppler cái giá đại lượng thứ ba này nó cũng có khảo sát nhé. Bên hai cái đại lượng đầu là tần số khảo sát B1, tần số khảo sát Doppler, và cái tần đại lượng thứ ba là tần số Doppler. Trong cái phần bày vật lý chắc là thầy Trọng có giờ thì mọi người ba cái loại tần số này rồi. Với cái bây giờ trong cái Doppler màu thì cái điều chỉnh các cái thông số thế nào, thì thông thường các cái nhà sản xuất họ cài đặt sẵn và set up sẵn, cài đặt sẵn các cái giá trị sẵn cho mình về các cái thông số PRF. Đây là một cái thông số trong khảo sát cái mạch máu, mỗi tương ứng với nếu cái PRF càng thấp thì mình khả năng khảo sát cái dòng chảy tần vận tốc thấp càng bé. Thế như vậy thì với những cái dòng chảy nhỏ, dòng chảy tĩnh mạch càng chậm thì chúng ta nên PRF càng chậm bé. Đổi là đấm lâm vào, còn giờ đổi lâm lên xuống thì chúng ta sử dụng cả kỹ vận tốc khoảng 20-30 cm để tương ứng với PRF khoảng 2000-2500 MHz. Xin lỗi, còn một bạn nào sử dụng cái âm thanh làm nhiều.
Hình như còn một bà nào đang sử dụng âm thanh bị nhiều đó. Thì chúng ta khảo sát và ghi nhận sự điều biến của dòng chảy bằng cái đắp lớp màu trước. Và trên đắp lớp màu này chúng ta đánh giá sơ khởi nhé, đánh giá về định tĩnh, chủ yếu đánh giá về định tĩnh của cái dòng chảy, hướng dòng chảy, cách thức dòng chảy, và đặc biệt đánh giá cái dòng phục ngược. Và chúng ta lường giá một cách không chính xác lắm cái thời gian phục ngược. Và một đánh giá thời gian phục ngược thì chúng ta phải sử dụng đắp lớp sung. Bên cạnh cái khảo sát và đạt được thông số, bây giờ chúng ta đi vào cái phần các cái nghiệm pháp chúng ta đi kèm về khảo sát. Đó là cái nghiệm pháp mà lên nghiệm pháp đẹp. Thứ nhất là nghiệm pháp đẹp bảo hồi nãy tôi có nói sơ qua, thì cái nghiệm pháp đẹp này chúng ta tận dụng cái tính chất là áp lực thấp của trong cái tĩnh mạch những cái bệnh nhân lúc nằm nhé. Như vậy chúng ta thực hiện đè dọc theo kỹ trên mặt cắt ngang, ngang trục là chủ yếu, và thường thường chúng ta đè liên tục, nên người ta khuyến cáo đè liên tục trên một cái đoạn mạch máu, chứ không thể đè chỗ này xong là nhảy cấp đè qua chỗ khác. Như vậy có thể là thiếu sót trong đánh giá. Và đánh giá về khám kỹ đè này chúng ta giúp đánh giá cái hình thái đường kính thực tế của một cái huyệt khối thế nào. Đôi khi trên hình ảnh 2D mà chúng ta không đè thì chúng ta có thể thấy cái huyệt khối, nhưng mà cái mật độ hồi ấm của cái huyệt khối có thể nhận diện được bên trong dòng chảy. Nhưng mà do cái dòng chảy bị ứ trệ xung quanh cái huyệt khối đó, nó làm huyệt khối nó lớn ra một cách giả tạo của cái huyệt khối. Như vậy khi chúng ta đè, chúng ta đánh giá đẩy đi các cái máu luẩn quẩn bên trong cái xung quanh cái huyệt khối đi, và chỉ còn cái cục máu cục thôi. Như vậy chúng ta đánh giá huyệt khối nó chính xác hơn. Một cái nghiệm pháp tham khảo khác đó là nghiệm pháp đẩy cái cục máu từ ngoài vi vào trung tâm. Như vậy mình gia tốc mạch máu, cả dòng chảy bình thường của nó từ ngoài vi vào trung tâm, bây giờ mình gia tốc nó lên. Vậy khi gia tốc nó lên thì mình sẽ tạo một cái lượng máu rất lớn chạy về phía ngoài vi. Từ khi ngoài vi đó, sau khi nó trở vào trên ngoài vi đó rồi, thì từ ngoài vi đó có một lượng máu lớn, nó tăng một cái áp lực đi trên áp, đi qua cái ván mà chúng ta cần khảo sát. Thông thường làm cái nghiệm pháp này đậm chắc khảo sát sát các cái van và bị suy hay không bị suy. Và khi một cái áp lực mà lớn xuyên qua van đến đủ mà cái van nó không chịu nổi, thì nó sẽ làm xuất hiện cái dòng chảy ngược đi qua van. Thì đây là cái nguyên lý mà nên khảo sát để khi kỹ thuật là nghiệm pháp để làm đẩy cái cục máu từ ngoài vi vào cái trung tâm. Như vậy mọi người tôi nhắc lại cái mục đích của nó là đánh giá cái lưu thông của dòng chảy, tức là mình đem cái phần thấp của nó xuyên diện có hay không có. Khi mình nếu mà nó tắt rồi mình đẩy dòng chảy ngoài vi, nó không có, nó tắt thì nó không có dòng chảy. Thứ hai nó đánh giá chức năng qua cái van, đấy là cái chức năng quan trọng. Rất là trong là quan trọng khi mà của cái nghiệm pháp đẩy cục máu từ ngoài vi vào trung tâm. Và nghiệm thứ ba nữa là nó một lường giá cái dòng phục ngược nếu có ở những cái bệnh nhân bị suy van. Thường thường cái dòng phục ngược này kiểm tra lường giá bằng đó trên độc kỹ thuật độc lơ súng, thì chúng ta đánh giá được cái thời gian phục ngược ở đây, một cái tiêu chí để chẩn đoán cái tình trạng suy tĩnh mạch. Đây là cái nghiệm pháp đẩy cục máu từ ngoài vi vào trung tâm. Đây là các cái tĩnh mạch sâu ha. Chúng ta dùng cái tay ở một cái bóp ở bắp chân của bệnh nhân, và khi bóp bắp chân này, một cái lượng máu bên trong các cái xoắn tĩnh mạch bên trong cái bộ bụng chân, cơ bụng chân, nó dồn máu về ngoài vi. Và khi dồn máu về ngoài vi, từ ngoài vi vào trung tâm, và đầu do chúng ta khảo sát ngay cái ván nó đổ vào tĩnh mạch hiệp, và đây là cái máu được vượt qua cái ván này, nó đi vào và đi vào phía trung tâm, và cái lượng máu nó đi vào trung tâm này, sau đó thì nó ý hết khi lực đẩy của chúng ta rồi, chúng ta không đẩy nữa thì máu có xu hướng trở ngược lại và dồn về trở ngược lại, thì lượng máu đi vào ở trung tâm rồi thì cái lượng máu lớn này nó đủ áp lực đủ lớn, nó tác động lên cái van, và khi cái van mà nó không chịu được những cái van bình thường thì nó đóng kín như thế này, còn trường hợp những cái van mà bị suy thì nó mở ra, lúc đó sẽ cảm giác chạy ngược chạy từ ngoài vi ra trung tâm, và từ trung tâm ra ngoài vi, và lúc này chúng ta đo cái thời gian chạy ngược đó mới mà trên một cái ngưỡng nào đó thì được chẩn đoán là suy giãn suy van tĩnh mạch. Đây là cái nghiệm pháp đẩy tĩnh mạch đấy, nó có đẩy cái là dồn cái một cái lượng máu rất là lớn, được màu rất là sáng đang dòng chảy đi qua kỳ van này. Và ở đây trường hợp này là bình thường, cũng có cái dòng chảy ngược lại, màu đỏ chảy ngược lại, có một thời gian rất là ngắn thôi,
thì cái thời gian chạy ngược lại người ta gọi là thời gian là chạy sinh lý bằng cái chỗ lùi này, tôi bóp này, bóp này, chạy ngược lại một thời gian rất là ngắn thôi, thì khoảng thời gian ngắn này thì gọi là thời gian chạy ngược sinh lý, bắt buộc cái nào cái lúc nào có trường hợp nào cũng có chạy ngược sinh lý như thế. Còn trên đập lơ sung chúng ta bóp, chúng ta làm cái nghiệm pháp bóp và chúng ta sẽ đánh giá được cái thời gian chạy ngược là thời gian rất là ngắn, nó nằm ở vị trí này để cái phổ tôi đã đẩy rất là vận tốc gia tốc lên rất là lớn và sau đó nó xuất hiện cái dòng chạy ngược thời gian ngắn ở đây. Rồi trong trường hợp động giác khảo sát tĩnh mạch xuyên, khi tĩnh mạch xuyên buộc lòng chúng ta khảo sát cái tĩnh mạch kỳ ván của nó từ cái hệ nông này đi vào hệ sâu, và ở đây có kỳ ván, ở đây chúng ta khảo sát kỳ ván này có bị suy hay không. Bước thứ nhất là chúng ta phải thắt cái tĩnh mạch nóng ở phía trên này. Và thứ hai chúng ta làm cái nghiệm pháp đè ép. Và như vậy chúng ta độ do chúng ta đặt vào cái tĩnh mạch xuyên đây. Và chúng ta làm cái nghiệm pháp để đẩy cục máu. Và như vậy là cục máu nếu có tình trạng nó máu sẽ dồn vào, đi vào từ hệ nóng đi vào hệ sâu. Và cái lượng máu rất là lớn, không lên được hệ nóng nữa mà lên vào cái hệ xuyên nào, vào tĩnh mạch xuyên này. Và cái lưu lượng lớn này nó sẽ trở ngược lại, nó dồn ngược lại, nó đè vào cái áp lực của cái ván của cái tĩnh mạch xuyên. Và nếu cái ván này bị suy, mình sẽ bộc lộ được cái cái dòng chạy ngược. Có lẽ chúng ta nghỉ thời gian giải lao 5 phút nha. Bây giờ là 14 giờ, lát nữa chúng ta phải 5 phút chúng ta tiếp tục bài học. Mọi người nghỉ là 5 phút nhé.
Bây giờ chúng ta đi học bài tiếp tục. Thì đây là cái dòng chảy sau khi mình làm kỹ, tức là đẩy cục bảo từ ngoài vi về trung tâm. Thì trên cái phổ này là trên hình ảnh đâm đâm máu, còn cái phần này là hình đập lỡ sung. Thì cái sung cái đẩy này, cái cục bảo nó được gia tốc, cho nên cái vận tốc nó vượt lên rất là cao. Và sau khi mình đẩy cục bảo thì nó có cái dòng chảy ngược lại, thì thời gian ở đây là khoảng 200 mili giây. Thì tương ứng bên ở đây là cái dòng chảy ngược sinh lý, không có đẩy nhá. Cái dòng chảy thì vận tốc nó thấp hơn bình thường, cái vận tốc của tĩnh mạch nó thấp hơn và dòng chảy nó điều biến theo cái nhịp nhịp thở và nhịp tim. Còn đây là dòng chảy chúng ta làm cái nhịp pháp đẩy cục máu, cho nên cái vận tốc nó vượt lên rất là cao, gần 45 cm giây. Còn ngược lại dòng tốc bên này khoảng 5 đến 10 cm giây thôi. Đó là cái nghiệm pháp mà tạo cái áp lực, tạo cái chế áp từ ngoài vi vào trung tâm. Bây giờ chúng ta có một cái nghiệm pháp khác làm chế áp, tức là làm tĩnh mạch trung tâm là lớn hơn so với ngoài vi. Thì cái nghiệm pháp này bằng cách đó mình ép vào cái ổ bụng chẳng hạn, hoặc là bắt bệnh nhân làm cái nghiệm pháp Vasava, hoặc là cho bệnh nhân thở sâu hoặc là cho bệnh nhân ho. Thì mục đích là chúng ta là tạo cái áp lực chế nạp từ trung tâm vượt xa về ngoài vi, và cái áp lực lớn này chế nạp qua cái ổ van mà nó bị suy thì nó sẽ xuất hiện dòng chảy ngược. Đấy là cái nguyên lý và cái mục đích của nó. Thì khi chúng ta làm cái nghiệm pháp Vasava chẳng hạn, thì nếu áp lực trong ổ bụng này rất là lớn, và như vậy thì nó dòng chảy bình thường nó đi vào từ trên nạp từ ngoài vi và trung tâm, bây giờ áp lực trung tâm là rất là lớn, nó sẽ có xu hướng nó đẩy cục máu từ trung tâm ra ngoài vi. Mà nếu một cái van nào bị yếu thì suy, thì nó dòng chảy từ trung tâm ra ngoài vi nó vượt qua nó suy ra, là cái tình trạng suy van của tĩnh mạch. Thì đây là chúng ta làm cái nghiệm pháp Vasava. Khi làm nghiệm pháp Vasava thì chúng ta khi bắt đầu làm nghiệm pháp Vasava thì có một cái dòng chảy đi vượt qua cái van, đó là dòng chảy sinh lý bình thường thôi. Nhưng mà sau đó dòng chảy sẽ mua từ ngoài vi
Đây là dòng chảy từ ngoại vi vào trung tâm bình thường khi làm nghiệp pháp bắt đầu. Bởi đầu làm nghiệp pháp Vassava thì có một cái dòng chảy vượt qua nhẹ của van, thì mình thấy ghi nhận ở đây thời gian này khoảng 500 ms đối với định mạch đùi thì không phải là bệnh lý. Và sau khi có cái dòng chảy vượt qua cái van đó, dòng chảy vượt qua sinh lý đó, thì nó xuất hiện một cái đoạn nó không có dòng chảy. Đấy chính là không có dòng chảy là do chúng ta đang thực hiện cái nghiệp pháp Vassava làm cho cái dòng chảy bị ngưng trệ hoàn toàn. Và sau khi chúng ta kết thúc kỳ nghiệp Vassava thì như vậy thì áp lực lúc này, áp lực của ngoại vi rất là lớn, nó sẽ dồn máu vào trung tâm trở lại, thì lúc này thì dòng chảy ở đây bị gia tốc trở lên, vận tốc là rất là lớn, 30-40 cm/giây. Đây là dòng chảy bình thường, còn đây là dòng chảy của Vassava bình thường, nghiệp Vassava ở một cái van bình thường. Bây giờ chúng ta đi vào cái hình ảnh, phân tích cái hình ảnh Doppler của về hệ thống bình thường. Thì đối với một cái tĩnh mạch bình thường, chúng ta sẽ thấy đường kính của tĩnh mạch hiện lớn khoảng 4-5 mm, hiện bé khoảng 3-4 mm. Còn tĩnh mạch xuyên thì đường kính dưới 3 mm, và đường kính của nó là gia tốc, là gia tăng dần từ ngoại vi vào trung tâm, từ ngoại vi kích thước nhỏ như đi vào trung tâm ở góc chi thì nó lớn dần. Và những cái đường kính này nó thay đổi theo nhịp thở, theo nhịp tim. Tôi làm cái đó cái đến cái thời gian vẫn thay đổi, đánh giá vận tốc của cái dòng chảy, xin lỗi, đánh giá cái thay đổi cái đường kính của cái mạch máu theo thời gian, thì nó sẽ mình ta sẽ thấy rằng là đường kính của mạch máu nó thay đổi theo thời gian. Và khi đánh giá cắt dọc, chúng ta sẽ khảo sát được cái hệ thống van. Cái hệ thống van thì trên này có hai lá, thì cái vị trí này cái chân van, còn cái vị trí này là cái nơi mà cái mọi người cần chú ý khi khảo sát. Thì nơi ở đây thì chúng ta bắt gặp hình ảnh máu nó ứ trệ trên cái góc của cái van này, và chúng ta dành tưởng như là huyết khối, nhưng mà thực tế do cái máu nó luẩn quẩn nó ứ trệ ở đây. Bây giờ muốn phân biệt giữa một cái máu luẩn quẩn ứ trệ và một cái huyết khối thực tế, chúng ta phải đè mạch máu ở đây, thì chúng ta sẽ thấy cái van này cũng là xẹp ha, xẹp cái van, cái thanh van là chỉ cái van mạch van nó ép sát vào cái thanh mạch ở dưới, cái mạch ở dưới này cũng ép sát vào thanh mạch, cũng không hiện gì cái huyệt khối nữa. Còn nếu trường hợp huyệt khối thật thì mình đè thì cái huyệt khối này vẫn còn ở đây. Khi một cái thông tin về Doppler là thông tin về siêu âm mạch bình thường nữa, là chúng ta sẽ đè xẹp trong cái nghiệm pháp này đè ép. Còn nghĩ khi trong nghĩ quá trình đánh giá 2D của kỳ van thì chúng ta sẽ mô tả hình ảnh bình thường kỳ van. Bình thường nghỉ gốc vị trí một cái gốc van hay có tình trạng là hơi giãn ra một tí. Sau đó kỳ van là chập lại, cái mẹp van là chập lại hình ảnh thế này thì xem như là một cái van bình thường. Và khi mở ra thì mình thấy cái van là đóng sát, cái thanh van là đóng gần sát với cái thanh mạch bên ngoài. Thì xem như đây là một cái hoạt động van bình thường. Thông thường thì đối với tư thế đứng, cho nên cái dòng chảy nó hơi chậm lại tí, và khi chậm lại như thế chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh tăng hồi âm, tăng cái độ echo của bên trong dòng chảy. Thì thường thường cái này gặp nhiều hơn nữa ở những cái bệnh nhân mà có đá hồng cầu, hoặc là tăng fibrinogen, hoặc là rối loạn globulin máu nặng, thì nó sẽ gia tăng hình ảnh hồi âm của cái máu. Cái nó không phải là việc khối. Mọi người chú ý thì chúng ta hồi nãy tôi nói là để mình giảm việc của huyệt khối, chúng ta sẽ đè ép cái dòng chảy, đè ép cái tĩnh mạch thì chúng ta sẽ thấy nó xẹp hoàn toàn. Đây là hình ảnh của một cái tĩnh mạch bình thường. Đây là một hình ảnh tĩnh mạch, nó dòng chảy chậm lại, nó có hồi âm bên trong cái tĩnh mạch, nhưng mọi người thấy cái hồi âm nó cuồn cuộn, tức là nó theo một cái vận hành của một cái dòng chảy, nó theo một cái hướng dòng chảy như thế này, thì tỏ đây một cái huyệt khối bình thường. Đây không phải một cái huyệt khối, mà đây là một cái dòng chảy tạo hơi ấm bên trong một cái lòng mạch. Đối với đó là siêu âm 2D chúng ta đánh giá với cái siêu âm Doppler, thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá âm thanh. Để trong cái kỹ thuật siêu âm thì chúng ta có thêm cái âm thanh nữa, thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng dòng chảy của cái mạch máu, của cái phổ Doppler chúng ta thể hiện bằng cổ ấm, thì cái âm thanh của nó mình nghe rì rào quá, gây đau thì rì rào, và nó rất là âm cái âm nó rất là trầm, rì rào và thay đổi theo cái nhịp thở. Và sau đó chúng ta sử dụng Doppler màu để thấy đánh giá được cái điều biến của dòng chảy theo cái mật độ máu, và đồng ra chúng ta sử dụng Doppler để khảo sát cái và cái vận tốc của dòng chảy. Và đây là cái ví dụ, ở đây là điều biến của dòng chảy đối với cái tĩnh mạch ở gan, thì nó tương tự đấy, làm thể hiện rất là rõ của tĩnh mạch chủ dưới ảnh hưởng bởi cái dòng chảy bên trong, là cái điều biến của dòng chảy bên trong cái bộ nhĩ phải. Và cái tình trạng điều biến này nói lắng
ra khỏi ngoại vi, và đây là nó dừng cái hình ảnh tĩnh, nó dừng lại theo các cái thời điểm khác nhau của điều biến dòng chảy. Ở đây dòng chảy vận tốc là thấp hơn, vận tốc cao hơn, nó lấp đầy cái mạch máu, và nên vận tốc cao hơn nữa cái màu sắc nó sáng hơn, và sau đó nó thả giảm trở lại là như điều biến của dòng chảy theo cái thời gian. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ thấy đây là giá trị điều biến của cả cái hiệu ứng của cái hoạt động của cái buồng tim bên trong cái buồng cái trong cái nhĩ nhĩ 1 2 3 là tí. Thứ nhất là do cái số 1 này này, do cái đánh dấu bằng số 1 là đánh dấu cái nhĩ nó giãn ra, cái trong khi nhĩ mà giãn ra cái á, thì máu từ ngoài vi đổ vào cái buồng nhĩ kéo cái mọc tim làm thế. Còn số 2 là khi máu nó tuôn xuống nhị thất, nó tạo thêm một cái luồng áp lực nữa từ nhị nó xuống thất, nên là cái dòng chảy nó trở về vận tốc nó tương đối thấp hơn so với nhị giãn ra. Còn cái số 3 này do cái nhị nó bóp lại, và khi nhị giãn bài thì rõ ràng bóp lại thì máu thì ngoài vi nó đổ vào nhị được nữa, mà lúc này dòng chảy ít, đường nhị chảy ra ngoài phía ngoài vi. Đây là 1 2 3 này tùy theo hoạt động của buồng nhị và cái van nhị thất. Và chính cái hoạt động 1, 2, 3 này nó ảnh hưởng đến cả cái tĩnh mạch ở ngoài vi, đặc biệt là cái tĩnh mạch ở đùi, gần tĩnh mạch ở chậu, gần với cái buồng nhĩ. Đây là một cái dòng chảy ở cái tĩnh mạch đùi, thì mọi người thấy nó cũng có hình ảnh hiện diện của số 1, hoạt động 1, 2, 3 của cái buồng nhĩ. Đây hoạt động 1, 2, 3 buồng nhĩ thì nó ảnh hưởng đến cái ảnh tĩnh mạch, cái tĩnh mạch ở ngoài vi cũng có biểu hiện 1, 2, 3 các cái số 1, 2, 3 như thế này. Và là chúng ta làm nghiệp pháp đè ép thì hồi nãy tôi có nói đó, thì đó là hình ảnh giả đập hình ảnh bình thường. Bây giờ chúng ta làm nghiệp sáng đập lơ với hình ảnh làm kể cả cái nghiệp pháp, đồng như là hình ảnh nghiệp pháp đẩy cục máu. Thì đẩy cục máu chúng ta sẽ vô một cái lượng máu từ ngoài ví vào trung tâm đi qua cái ván này, và đến đập lơ súng thì chúng ta sẽ thấy cái lưu lượng là giả, cái vận tốc nó độ giá tốc một cách rất là dữ dội ha. Và nó có cái dòng chảy ngược rất là ngắn. Đây là nghiệp pháp Vasava. Hồi nãy tôi có nói sơ qua rồi. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng 2D để 2D TM tức là Doppler TM, được có thể đánh giá được cái dòng chảy bên trong thì khoảng thời gian mà nó hở không bị vỡ hở. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần bệnh lý của cái tĩnh mạch. Bệnh lý có hai cái bệnh lý mà phổ biến nhất của tĩnh mạch, đó là suy giãn tĩnh mạch và huyết khối tĩnh mạch. Là suy giãn tĩnh mạch về thứ nhất ở suy giãn tĩnh mạch thì bây giờ người ta vẫn còn nhập nhằng giữa cái chuyện mà con gà sinh ra cái trứng hay là cái trứng đẻ ra con gà. Hai cái này thì quay lại cái bệnh lý suy van, thì là do thương tổn thanh mạch nó làm cho hở cái van suy van, hay là do cái suy van nó làm cho thương giãn ra cái thanh mạch, từ thanh mạch nên là làm hở cái van nữa, một cái vòng luẩn quẩn. Thì bây giờ thì chúng ta trong cái bệnh suy giãn tĩnh mạch người ta phân chia làm hai nhóm, nhóm là tiên phạt và nhóm là thứ phạt. Nóng người suy giãn tĩnh mạch thì mọi người thấy đây là cái hình ảnh bình thường hồi nãy sinh lý dòng chảy của ký có nghỉ cơ, co cơ và giãn cơ, là dòng chảy một ký từ ngoài vi vào trung tâm, từ ngoài vi vào trung tâm, từ sống, từ nóng vào sâu, rất là hài hòa, rất là điều hòa thế này. Nhưng mà khi có một cái suy giãn, một cái suy van tĩnh mạch ở đây, thì cái van ở đây bị suy chẳng hạn, luôn luôn bị suy mở chẳng hạn, thì lúc nó bóp thì nó đẩy bảo vệ ngoại vi, lúc bóp nó đẩy bảo vệ ngoại từ ngoại vi vào trung tâm. Nhưng mà khi nó giãn cơ thì máu từ ở trung tâm nó vượt qua cái chỗ suy, cái van bị suy này nó ra ngoài vi, sau nó trở lại cái vòng tuần hoàn chính vào tĩnh mạch sâu qua cái tĩnh mạch suy ở đây, và cứ thế là một cái vòng luôn luôn hiện diện cái vòng này. Khi mà các cái hoạt động nghỉ có cơ giãn cơ là tạo cái vòng gọi là vòng vòng chảy, cái vòng ký sinh, và cái vòng ký sinh này và lâu dần thì nó làm cho cái tĩnh mạch này áp lực bên trong tĩnh mạch này giãn ra, và làm được tĩnh mạch giãn ra thì nó làm cho cái mạch máu nó giãn ra, và mạch máu giãn ra một hồi thì nó dài ra, nó ngoằn mèo ra. Đó là cái cơ chế của cái bệnh lý suy van tĩnh mạch. Và về cái sinh lý bệnh thì khi mà cái suy van tĩnh mạch nó làm tăng áp lực trong tĩnh mạch, và áp lực trong tĩnh mạch thì như hồi nãy tôi có nói đó là đảo lượng cả cái các định luật Starling, và từ định luật Starling đó nó có tình trạng ứ trệ
máu ở ngoài vi là thoát mạch là từ máu mạch, và khi nó thoát máu mạch nó là gây chúng ta phù nề ứ trệ, ứ trệ mạch các cái thành phần của máu, và các thành phần của máu nên là kích thích vô tạo nên cái thương tổn viêm, thương tổn loét, thiếu máu, thiếu oxy, và cuối cùng là cái tình trạng loét lở thì da ở kỹ chi dưới ở cái vị trí mà có tăng tình trạng tăng tĩnh mạch chủ dưới, xin lỗi, tạo được tĩnh mạch chi dưới do cái tình trạng suy giảm tĩnh mạch. Và lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân sẽ có triệu chứng trong một thời gian dài, sau đó thì bệnh nhân có triệu chứng điển hình là nặng, cảm giác nặng chân, đặc biệt là cái bắp chân có thể biểu hiện trục rút, rối loạn cảm giác, rồi bệnh nhân có cái phù nề, phù nề đây là cái giai đoạn tương đối là muộn rồi đấy, sau đó bệnh nhân có muộn hơn nữa, bệnh nhân loạn dưỡng da, và từ cái loạn dưỡng da này hình thành các cái mảng sắc tố, do nợ mảng sắc tố này do kỹ các cái hồng cầu nó thoát mạch, nó sản phẩm của hồng cầu nó tạo thành các cái mảng sắc tố, nó làm màu sắc tố này là làm xuất hiện cái màu đa đa trên cái da của bệnh nhân, và bệnh nhân bị loạn dưỡng loét và sưng hỏa sơ hỏa của cái cả chân đó. Và đây là các cái giai đoạn khác nhau của một cái suy giảm tĩnh mạch, đâu là các cái tĩnh mạch ở dưới da nó giảm rất là nhỏ, hình triệu chứng không đáng kể. Sau đó các cái tĩnh mạch lớn là giảm coi như nữa, và càng ngày càng giảm như hơn nữa, bắt đầu mọi người thấy cái này chưa biểu hiện rối loạn da, nên có biểu hiện nhẹ nhàng cái rối loạn da cả kỹ, và biểu hiện ở đây rối loạn nhiều hơn nữa, mọi người thấy cái chứng mình đỏ hơn, và rối loạn sắc tố ở đây nó tích tụ các cái sắc tố màu đa đa ở đây, và bệnh nhân là trải qua có thể thiếu dưỡng, loạn dưỡng ở đây là bệnh nhân thiếu dưỡng có thể cho tình trạng loét, và loét ở đây nó có thể đôi khi nó thể lành như thế này, và đặc biệt cái loét của cái suy giảm tĩnh mạch nó nằm ở cái mặt trong của cẳng chân nhé, mọi người nhớ, còn cái loét mà do động mạch thì nó nằm ở cả cái loét ở cái đầu mút cả cái cẳng chân, nên thường thường do thương tổn thiếu máu ở đầu mút cẳng chân, còn cái loét của đầy đường thì nó nằm ở dưới này, ở cái bệnh lý đầy đường do cái bệnh lý ví ví tĩnh mạch ví tiểu động mạch ở các cái bệnh lý đầy đường thì nó nằm ở dưới bàn chân, còn đặc thù của cái loét tĩnh mạch là nó nằm ở mặt trắng của cẳng chân, ở cái mặt lấm sàng để mình nói lên được cái này do nguyên nhân của loét. Thì trong cái bệnh lý chẩn đoán suy giảm tĩnh mạch thì người ta đây là các cái đặc điểm giá trị về cái thang điểm lấm sàng. Thang điểm lấm sàng này thì người ta gọi là thang điểm ở VS, ở VCNS, dựa vào các cái dấu chứng này. Thì cái bài giảng đã có trong chỗ cơ sở, mọi người sẽ xin cái bài giảng sẽ thêm cụ thể hơn các cái giá trị. Thì các cái triệu chứng này người ta cộng điểm lại nhé, cộng điểm lại thì cái điểm càng lớn thì chứng tỏ độ nặng của lâm sàng càng lớn. Và về mặt điều chỉnh học của siêu âm Doppler khi chẩn đoán giảm tĩnh mạch thì nhất về hình ảnh 2D chúng ta sẽ thấy cái đường kính nó giảm, các cái tĩnh mạch nó giảm ra, và tùy theo cái vị trí của tĩnh mạch giảm mà chúng ta thấy các cái đường kính nó dư vượt quá, ngoài thì giảm đến mức chúng ta sẽ giảm rất lớn, mà cái thành mạch bây giờ nó dài ra, vừa giảm nó vừa dài nữa, và khi dài như vậy tạo thành một cái quang mèo, tạo thành một cái búi tĩnh mạch thế này, và tạo thành cái búi tĩnh mạch, và trên hình ảnh 2D chúng ta có thể cái ván mình thấy nó đóng kín lên được, nó hở ván đi, mình thấy quá cái dòng chảy đi tự nhiên nó sụt ngược qua ván luôn, không cần việc đắp lơ nữa, thì mình có thể 2D cũng có thể thấy được hình ảnh đó. Ở đây là các cái búi tĩnh mạch dưới trên mặt nông, tức là dưới da, đây là cái búi giảm tĩnh mạch, còn đây là một cái tĩnh mạch hiện lớn, nó giảm cái đường kính ở đây nó 11 mm hiện lớn, và mọi người bên thấy tĩnh mạch hiện lớn thường thường 4-5 mm, bây giờ nó giảm được 11 mm, và đây là một cái tĩnh mạch nó giảm. Và theo cái quy luật mọi người nhớ hồi nãy tôi còn nói cái mà đặc điểm giải phẫu của tĩnh mạch là nó ra dần ở ngoài vi thì nó phải nhỏ dần, ở đây mọi người đang đi chỗ này là nhỏ dần, bây giờ tự nhiên là to ra, đây là nhỏ dần ngang cái vị trí này, mọi người chú ý đây nó to ra sao nó nhỏ lại, như vậy cái vị trí mà to đột biến đó chính là cái vị trí đoạn đó là cái tĩnh mạch nó bị suy rồi, bị giảm đấy, rồi làm cho cái tĩnh mạch nó bị giảm ra một cách và thay đổi cái đường kính một cách đột ngột như vậy. Đến hình ảnh cắt giặt chúng ta sẽ thấy được hình ảnh đây, đây là ngoài vi, đây là trung tâm, và đây thì cái tĩnh mạch đoạn đấy trung tâm chỗ này đáng lẽ cái đường kính nó lớn hơn so với ở ngoài vi chỗ này, đằng này đấy cái vị trí của hình này thì đường kính của ngoài vi nó giảm lớn hơn so với trung tâm, do vậy tĩnh mạch cái tĩnh mạch ở đấy bị giảm rồi. Về siêu âm Doppler, Doppler thì chúng ta sẽ khảo sát cái dòng chảy bằng cái kỹ thuật Doppler mau như hồi nãy tôi có nói, và Doppler xung chúng ta đo được cái thời gian dòng chảy ngược, và cái Doppler xung đó được tiêu chuẩn để chẩn đoán một cái dòng phục ngược bệnh lý. Đối với tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch kheo thì thời gian phục ngược nó phải trên 1 giây, đối với tĩnh mạch hiện lớn hiện bé
là tĩnh mạch đuôi sâu, tĩnh mạch chay, cả cái tĩnh mạch xuyên, chạy trước chạy sau, tĩnh mạch mạc, tĩnh mạch xuyên, thì thời gian phục ngược mà trên 0,5 giây thì cho phép tiêu chí chẩn đoán. Mọi người nhớ nhé, tùy theo cái vùng giải phẫu mà chúng ta có tiêu chí chẩn đoán khác nhau. Đối với tĩnh mạch đuôi, tĩnh mạch khéo thì thời gian chạy ngược là trên 1 giây thì cho phép chẩn đoán dương tính. Đối với tĩnh mạch hiện lớn hiện bé, đuôi sâu, tĩnh mạch chay trước chay nóng, chay trước chay sau, tĩnh mạch mạc, tĩnh mạch xuyên thì được 0,5 giây. Và đây là cái dòng chảy ngược, chúng ta đẩy cái dòng chảy ngược từ ở trung tâm ra ngoài vi xuyên qua cái tĩnh mạch xuyên này, nó đi chảy ra ngược ra ngoài vi của tĩnh mạch xuyên ở tĩnh mạch nông. Và chúng ta tìm các tinh tinh đó bằng cách là làm cái nghiệm pháp đẩy cục máu lên một cái nghiệm pháp thông thường nhất. Chúng ta một cái tĩnh mạch bị suy, chúng ta đặt lo do ngay trên cái tĩnh mạch suy đó, là chúng ta bắn ép thông thường về mặt lý thuyết có thể dùng cái bắn ép, nhưng mà trong thực hành lâm sàng người ta bắn ép thì rất là lâu, thì người ta dùng cái bắn tay của người khác bóp mạnh vào cái bắp chứng ở đây thì máu sẽ dồn quá kỹ tình cái ván bị suy và xuất hiện cái dòng chảy ngược. Và đây là cái dòng chảy gia tốc của khi mình dồn máu, còn khi đây là cái dòng chảy ngược so với cái hướng của cái dòng chảy bình thường, thì cái dòng chảy ngược người ta đo thời gian của dòng chảy ngược thì thời gian đó chỉnh lại để chẩn đoán kỹ xác định cái dòng chảy ngược. Và đây là đây cái dòng đây đây là mọi người thấy cái dòng chảy ngược đây này, bình thường là sẽ có màu xanh từ ngoài vi và trung tâm sẽ có màu xanh, màu xanh là cái dòng chảy từ rời xa đồ do, đây là dòng chảy bình thường này, màu xanh này nhá. Bây giờ làm cái nghiệm đẩy đây đẩy cái cục máu là màu xanh này và xuất hiện cái dòng chảy ngược màu đỏ này. Đấy. Thì trên double màu mình hình hóa đây được thì chính là cái dòng thời gian chảy ngược nó tương đối dài trên một giây nó được chẩn đoán ở đây, thời gian chảy ngược ở đây mọi người đây. Cái dòng đỏ này chính là dòng chảy ngược màu đỏ đây. Bình thường thì là màu xanh và cách hở của nó thì ván hai lá nó có thể đóng kín thế này, đôi khi nó hở ở giữa, đôi khi nó hở vài chỗ thế này, đôi khi nó hở hoàn toàn luôn, thậm chí nó hở ở phía bị mẻ hai bên này. Đó là những cái cách hở khác nhau mọi người khi khảo sát. Nói đôi khi chúng ta hở nhưng mà có người thì khảo sát được cái dòng chảy, nếu chúng ta đặt cái Doppler ví dụ ở vị trí đây, đặt Doppler ở vị trí này thì sẽ không thể bắt được cái dòng chảy hở, nhưng mà nếu đặt Doppler cái cửa sổ Doppler ngay vị trí hở này thì chúng ta sẽ bắt được cái dòng chảy ngược. Trong trường hợp này ngược lại thì nếu chúng ta cửa sổ Doppler chúng ta bỏ ngay chính giữa này thì chúng ta không phát hiện được dòng chảy ngược, nhưng mà chúng ta bỏ cửa sổ Doppler ở hai bên mẻ này chúng ta sẽ phát hiện được dòng chảy ngược. Đây là một cái dòng chảy ngược đấy. Đây là cái dòng chảy sinh lý bình thường, đây cái dòng chảy ngược đây, thời gian dài đây. Đây cái dòng chảy ngược, đây là dòng chảy phục ngược bình thường. Đây. Dòng chảy gia tốc, này, đây cái dòng chảy gia tốc, còn đây là dòng chảy ngược. Đây cái dòng chảy ngược này thì chúng ta dừng lại chúng ta đo cái thời gian. Này. Và đây là thời gian tôi dừng lại tôi đo. Đây là thời gian ở đây là 2,629 mili giây. Như vậy đối với cái tĩnh mạch đuôi và tĩnh mạch hiện lớn thì trên một giây là đủ để chẩn đoán rồi. Đây là một cái tĩnh mạch hiện lớn cho nên nó đến một giây là đủ, chẳng đây là gần 2,6 giây là đủ để chẩn đoán là suy van tĩnh mạch hiện lớn. Đây là những cái hình Doppler màu ở các cái thời điểm khác nhau. Đây là thời điểm chạy bình thường, đại diện có Doppler bình thường và đại diện gia tốc, dòng chảy gia tốc là vận tốc nó vượt cao lên cho nên mọi người thấy dòng chảy cái màu sắc nó nhìn loàn sắc trở lên. Sau đó sau khi làm cái nghiệm pháp gia tốc nên sẽ có dòng chảy ngược màu đỏ và dòng chảy ngược màu đỏ này vận tốc rất là lớn và xuất hiện cái hiện tượng loãng sắc. Và mình lúc này mình đã đặt cái cửa sổ ngay vị trí này thì mình sẽ đo được cái thời gian dòng chảy ngược. Còn nếu chúng ta đặt cái cửa sổ là mẻ ở đây, màu xanh ở đây, chúng ta sẽ bắt gặp dòng chảy ngược nó hôm nay giải thích được cái vị trí của cái tính chất của cái ván để bị hở, thì theo cái tính hở của cái ván nó hở toàn bộ thì dễ rồi, nhưng mà nó khi là cái ván nó phải hở toàn bộ là hở hai đầu hoặc là ở một đầu, hoặc là ở giữa, hoặc là ở vài chỗ. Đây cũng vậy, đây một trường hợp hở. Đây là nghiệm pháp gia tốc, trong chảy là gia tốc là màu xanh đậm trở lên. Sau đó nó dòng chảy ngược màu đỏ và mình đo cái thời gian dòng chảy ngược. Đây là tĩnh mạch xuyên, một cái tĩnh mạch xuyên. Đây mọi người thấy đây là cái đây là mặt nóng của chúng ta này. Mạch nóng là một cái cấu trúc mà rất là tán âm mạnh, thanh mạnh. Này, chúng ta thấy cái mạch nóng ở đây. Và như vậy những cái tĩnh mạch nằm trên mạch nông này đây là tĩnh mạch nông, còn những tĩnh mạch nằm ở dưới mạch nông đây là cái cơ, đây là cái xương chai, nên tĩnh mạch nằm dưới này chính là cái tĩnh mạch xuyên, xin lỗi mạch tĩnh mạch sâu. Và như cái tĩnh mạch kết nối giữa cái hệ nông trên này và hệ sâu dưới này thì cái tĩnh mạch này gọi là tĩnh mạch xuyên, để xuyên qua cái mạch nông này. Và đây trường hợp mình gia tốc, mình thấy cái dòng chảy từ nông vào sâu là bình thường sinh lý, nông vào sâu bình thường là sinh lý, nhưng bây giờ hình chuyển cái màu đỏ
từ ở trung tâm à, từ xin lỗi từ ở sâu ra nông, từ sâu ra nông tới đây một thời gian khá dài, chứng tỏ cái tĩnh mạch xuyên này đã bị suy. Và thời gian thì mình một cái đây là cái mạch nông, và cái đoạn này là da, da và mô dưới da, còn đây là cơ, còn đây là cái đường tăng ống này, giữa này là chính là cái echo dài này chính là cái mạch nông, và đây là cái tĩnh mạch xuyên. Và tĩnh mạch xuyên là dòng chảy sinh lý của nó màu xanh thì là từ nông và sâu là mạch xuyên, nhưng mà sẽ có màu đỏ từ sâu ra nông màu đỏ. Và khi chúng ta làm cái nghiệm pháp mà nghiệm pháp đầy tĩnh mạch hoặc là nghiệm pháp Vassava chẳng hạn, thì đây là cái dòng chảy bình thường, nhưng mà đây vẫn chảy dòng chảy ngược sinh lý. Thì dòng chảy ngược sinh lý ở đây mọi người thấy đo thời gian ở đây là nó vượt quá 0,5 giây nên là đủ để chẩn đoán suy của cái tĩnh mạch xuyên. Và để lường giả suy giảm tĩnh mạch thì người ta đo cái dòng chảy ngược, vận tốc của dòng chảy ngược, nếu mà dưới 10 cm thì vận tốc nó dưới 10 cm thì gọi là mức độ 1, dưới 10 đến 15 cm thì mức độ 2, mà trên 15 cm thì cái mức cm giây, mọi người vận tốc cm giây thì xem là vận tốc đó là cái dòng mức hở dòng chảy ngược mức độ 3, tức là hở mức độ 3. Ngoài ra một cái lường giả của cái suy nữa là người ta căn cứ vào cái thời gian phục ngược bình thường là dưới 0,5 giây, thì phục ngược mức độ nhẹ thì khoảng 0,5 đến 1 giây. Ở đây là đối với cái tĩnh mạch thì hiện nguy hiểm đó. Thì trên 1 giây thì là rất là với cái gọi là mức độ phục ngược đáng kể. Người ta đôi khi cũng đã tổng cũng lường giả bằng cái lưu lượng của dòng chảy ngược. Ở đây là cái tĩnh mạch hiện đổ vào cái tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch chi dưới, tĩnh mạch đuôi, và đây là cái làm cái nghiệm pháp đẩy cột tĩnh mạch, đây là gia tốc của cột tĩnh mạch lên, còn thấy cái đoạn này là cho cái tĩnh mạch bị suy giảm cho nên đã bị dòng chảy ngược. Và người ta tính lưu lượng của dòng chảy ngược ở đây là tính bằng T, giá trị đây là bằng vận tốc lưu lượng của nó là 118 0,118 lít, tức là 118 ml trên một phút. Thì là cái tùy theo cái lưu lượng này người ta cũng phân chia cái lượng giả của cái mức độ phục ngược. Cái về cái phân bổ giải phẫu của cái suy giảm tĩnh mạch, nó có thể đơn thuần, nó có thể xảy ra cái suy giảm tĩnh mạch ở một cái tĩnh mạch nông, hoặc là tĩnh mạch hướng lớn từ thời bé, hoặc là một cái tĩnh mạch sâu nào đó, hoặc nó có thể có kết hợp giữa cái tĩnh mạch nông, tĩnh mạch hiện lớn hiện bé là tĩnh mạch sâu, hoặc là một sự kết hợp của tĩnh hiện bé và tĩnh mạch sâu. Như vậy tùy theo cái tình trạng mình có cái kết hợp, phần lớn người ta thấy rằng tĩnh mạch hiện lớn là bị nhiều hơn so với tĩnh mạch hiện bé, và sự kết hợp như vậy cũng vậy, tĩnh mạch hiện lớn được kết hợp với tĩnh mạch sâu nhiều hơn so với tĩnh mạch hiện bé kết hợp với tĩnh mạch sâu. Và đây là cái sơ đồ là vẽ các cái kết hợp, cái dạng kết hợp. Và như đã ở đây thì bình thường, và đây là suy giảm của cái tĩnh mạch hiện bé kết hợp tĩnh mạch hiện lớn hiện bé, và đây là cũng hiện lớn hiện bé, có lẽ chỉ có cái hiện mà hiện lớn thôi. Sau khi chúng ta chẩn đoán cái bệnh lý suy giảm tĩnh mạch thì chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ tĩnh mạch. Trong cái sơ đồ tĩnh mạch thì chúng ta cũng để đường đi của cái tĩnh mạch hiện lớn hiện bé, và xuất hiện chỗ nào giảm chúng ta sẽ tô đậm lên cái chỗ giảm đó, và xuất hiện chỗ nào các cái tĩnh mạch bị suy, cái tĩnh mạch xuyên bị suy, chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ đó. Từ cái sơ đồ này mà trong trường hợp mình điều trị các cái điều trị suy giảm tĩnh mạch bằng cái phương pháp ngoại khoa hoặc là phương pháp nội mạch, thì người ta dựa trên cái sơ đồ này người ta sẽ có cái phương án điều trị khác nhau. Như vậy khi chẩn đoán một cái suy giảm tĩnh mạch, chúng ta sẽ liệt kê hết là nó cái thằng đơn thuần hay là kết hợp, và sau khi liệt kê chúng ta sẽ xem cái số lượng cái tĩnh mạch nó bị thế nào, và chúng ta vẽ cái bản đồ tĩnh mạch xem cái mức độ suy giảm của nó. Dù đây một cái trường hợp mà nó suy giảm toàn bộ cả cái tĩnh mạch ở chi dưới luôn, đây là cái tĩnh mạch hiện lớn, tĩnh mạch bé bị suy giảm. Và cái tình trạng suy giảm này người ta giải thích được là do bệnh nhân này bị có cái hội chứng Bucchieri, nó tắc ngay cái tĩnh mạch, đổ vào cái tĩnh mạch hẹp cái chỗ tĩnh mạch dưới, ngay về trên chỗ đổ vào của cái báo tĩnh mạch gan của bệnh nhân. Và cái bệnh nhân này bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tăng áp lực tĩnh mạch lâu ngày và áp lực tĩnh mạch hệ thống lâu ngày nữa đi đến giảm các cái tĩnh mạch ở chi dưới. Trong một cái số cam bay chúng ta cần lưu ý, khi chúng ta khảo sát cái quái tĩnh mạch hiện, cái ván tĩnh mạch hiện, đấy là vị trí mà thông thường nó suy giảm tĩnh mạch hiện lở vào tĩnh mạch đuôi, thì cái quái này nó gồm có, hồi nãy tôi có nói đó, gồm có 5-7 nhánh. Là một trong những 5 cái bảy nhánh đó thì có những cái hướng đổ vào khác nhau. Và nếu chúng ta đặt cái đầu dò ở đây thì theo cái vị trí đầu dò
thì chúng ta sẽ thấy được cái dòng chảy của hướng dòng chảy so với vị trí đo do. Bình thường cái dòng chảy nó đổ về từ từ cái tĩnh mạch hiện lớn này đổ vào tĩnh mạch đùi thì cái dòng chảy nó rơi xa đo do, nhưng mà ở vị trí ở đây có một cái nhánh hợp lưu mà chảy từ trên xuống dưới, như vậy qua cái vị trí này cái đo do nó bắt gặp ở cái dòng chảy từ trên xuống dưới này, như vậy dòng chảy nó hướng về phía đo do, và nhìn chúng ta nhầm tưởng rằng đấy là một cái dòng chảy ngược từ cái ván tĩnh mạch hiện vào kỹ từ tĩnh mạch đùi sang tĩnh mạch hiện, nên chúng ta nhận đoán là một cái suy giãn của cái ván tĩnh mạch hiện này, như vậy đây một cái sai lầm mà chúng ta cần lưu ý. Một cái lưu ý thứ hai nữa là khi chúng ta phải tìm cái vị trí của dòng chảy ngược trên 2D trên Doppler màu, và từ cái xác định cái vị trí đó chúng ta phải đặt cái cửa sổ Doppler vào đó để xác định kỹ chính xác cái dòng chảy ngược và đó cái thời gian dòng chảy ngược cho nó đúng. Ví dụ ở đây cái dòng chảy ngược là có hở hai cái vị trí hở, ví dụ như đây là hở, đây là hở, thì có hai cái vị trí hở ở đây là dòng chảy ngược màu đỏ ở đây, màu đỏ ở đây, nhưng mà chúng ta không đặt cái cửa sổ khảo sát dòng chảy ngược này mà chúng ta khảo sát đặt ngay cái vị trí mà nó không bị hở. Ví dụ như ví dụ ở đây chỗ này nó hở chẳng hạn, chúng ta đặt cái vị trí cửa sổ, hôm nay tôi có nói là đặt cái vị trí cửa sổ ngay đây chẳng hạn, thì màu xanh ở đấy thì chúng ta sẽ không bắt gặp cái dòng chảy ngược, chúng ta chẳng đoán là một cái âm tĩnh giả. Nhưng mà nếu chúng ta dịch chuyển cái vị trí cửa sổ vào trong hai vị trí này thì chúng ta sẽ bắt gặp mấy cái dòng chảy ngược ở đây, và dòng chảy ngược này chúng ta sẽ chẩn đoán được, lúc này chúng ta mới chẩn đoán bây giờ. Và tóm lại khi khảo sát Doppler máu của dòng chảy ngược là một cái định hướng rất là tốt để chúng ta làm kỹ bỏ cái Doppler vị trí của cửa sổ để khảo sát cái Doppler xung. Và tóm lại trên siêu âm Doppler tĩnh mạch, suy giảm tĩnh mạch, chúng ta phải định khu cái tĩnh mạch bị thương tổn hiện lớn hiện bé hay là vừa hiện lớn hiện bé, hoặc là cái kết hợp hiện lớn tĩnh mạch sâu, và từ đây mình chúng ta cho một cái vẽ một cái sơ đồ về tĩnh mạch, và từ đó chúng ta đánh theo dõi để đưa ra một cái giúp cho lâm sàng đưa ra một cái kết điều trị cho bệnh nhân. Và ngoài ra cũng vai trò siêu âm nữa là đánh theo dõi kết quả tình tiến triển của mình sau khi điều trị. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần huyệt khối, bệnh lý huyệt khối tĩnh mạch. Thì cái huyệt khối tĩnh mạch này thường gặp là tĩnh mạch sâu, thường thường là 90%, còn 5-10% là huyệt khối của tĩnh mạch nông. Biến chứng của nó có thể gây là nhồi máu phổi, trôi cục máu huyệt khối vào trong trung tâm, tức là trôi vào cái động mạch phổi, nó tắc cái động mạch phổi đây, gọi là huyệt khối động mạch phổi. Và cái mức độ huyệt khối này có thể là toàn phần, bản phần hoặc là huyệt khối trôi nổi. Và hậu quả đáng sợ nhất của cái hội chứng huyệt khối tĩnh mạch này là một cái hội chứng một cái suy van thứ phát, suy van suy giảm tĩnh mạch thứ phát, tức là suy van thứ phát sau bị thương tổn van do huyệt khối tĩnh mạch này, mà người ta tạo thành một loại được hội chứng gọi là hội chứng suy sau huyệt khối. Đây một cái hội chứng này là làm cho chất lượng sống của bệnh nhân giảm rất là đáng kể. Cho nên buộc lòng chúng ta khi mà suy đồ về huyệt khối tĩnh mạch là một cái yêu cầu đó, chúng ta phải phát hiện sớm, phát hiện đúng để cho bác sĩ điều trị sớm mà để ngăn chặn các cái biến chứng có thể xảy ra. Cơ chế khi mọi người nói là tám chứng sặc, việc sốt nó luôn là áp dụng trong các cái huyệt khối tĩnh mạch, luôn không có tình trạng ứ trệ, rối loạn đông máu và cái thương tổn thành mạch. Cả ba yếu tố này nó thỏa mãn được ba yếu tố này thì nó sẽ hình thành cái huyệt khối bên trong mạch máu. Và các cái yếu tố nguy cơ nó thể cả là nguy cơ về tuổi, phẫu thuật sau chấn thương, những cái bệnh nhân ung thư, hoặc là bệnh nhân có huyệt khối tĩnh mạch tiền sử huyệt khối tĩnh mạch do cái nguyên phát chẳng hạn như thiếu cái protein S, protein C, hoặc là thiếu yếu tố 5, hoặc là cái tình trạng thiếu yếu tố 8 chẳng hạn, hoặc là tiền sử gia đình hoặc sử dụng thuốc tránh thai, hoặc là nằm bất động lâu ngày, mang thai, hoặc là điều trị cả hormone thay thế. Nói chung tất cả những cái yếu tố này mình sẽ người ta cân nhắc, người ta đưa ra các cái yếu tố làm nguy cơ, tăng cái nguy cơ bị bệnh lý huyệt khối, và càng nhiều yếu tố thì các cái nguy cơ càng cao. Và huyệt khối nó hình thành và nó bắt đầu hình thành ở cái chân của van, mọi người thấy đó, tôi có nhắc cái chuyện này rồi, tức là luôn luôn kỳ vào cái van sau khi nó chạy một chiều từ ngoài vi vào trung tâm, thì tại khi mà cái van nó đóng lại thì nó luôn có một cái vòng luẩn quẩn trong cái van, chân van này, mà chính cái vòng luẩn quẩn này mà khi nó gặp cái điều kiện ứ trệ, điều kiện thương tổn mạch máu, điều kiện dòng máu bị rối loạn đông máu, thì nó làm cho xuất hiện cái dạng tình trạng tăng đông, và cái tăng đông huyệt khối nó xuất hiện ở cái vị trí gốc van này mà nó lớn dần nó lan dần, và khi nó lan dần thì nó lan từ cả cái đầu tiên là bị cả cái tĩnh mạch ở xoang, các cái xoang tĩnh mạch ở bắp chân, sau đó từ các xoang mà lan dần ở cái
khoeo, từ khoeo là đến đùi, đùi là đến chậu. Đấy, thì đó là cái tiến trình của các cái huyệt khối tĩnh mạch. Thì huyệt khối người ta chia có các cái giai đoạn sau cấp tính, tương thường là trong tương ứng với 2 tuần đầu sau khi bắt đầu có triệu chứng lâm sàng, bắt đầu hình thành huyệt khối. Thứ hai, giai đoạn bản cấp là từ tuần thứ 3 đến tháng thứ 6, và tùy khối màng tĩnh là tương tương 6 tháng. Và đặc biệt của kỹ tuần đầu thì cái huyệt khối là rất là cấp, cho nên cái huyệt khối là rất là to, nó giãn cái mạch máu rất là nhiều. Nhưng mà đối với huyệt khối màng tĩnh thì cái tình trạng các huyệt khối này nó thoái triển đi, nó tạo thành tổ chức xơ, thậm chí nó có rút, nó có kéo các cái tĩnh mạch lại, xe các tĩnh mạch, và thậm chí có thể nó hình thành vôi quá bên trong các cái huyệt khối này, làm tắc sơ chỉ các cái tĩnh mạch. Về diễn tiến huyệt khối, nó có thể là huyệt khối nó lan rộng, nó có thể huyệt khối thời gian nó tải thông thương và dòng chảy. Và đặc biệt khi mà huyệt khối trên xuất hiện cái tĩnh mạch thì cái tĩnh mạch đó nó trở nên bị thương tổn đi, cái thành mạch nó bị sơ dày đi, cái ván của các cái ván tĩnh mạch trên cái mạch máu đoạn mạch máu đó cũng bị suy, và nó giảm chức năng của các cái ván này đi, và đưa đến tình trạng là suy giảm các cái ván. Và cái huyệt khối lâu ngày nó sẽ giảm cái đường kính đi, và cuối cùng nó sơ hóa, nó tăng nó vôi hóa đi. Và thường thường một cái trong cái đợt điều trị huyệt khối thì người ta thấy rằng có cái tỷ lệ tái phát. Ví dụ ở đây người ta một cái nghiên cứu người ta thấy tái phát gần 50% sau 9 tháng. Thay dọn. Đây là một cái diễn tiến của một cái hình ảnh một cái huyệt khối, nó có thể là tắc hoàn toàn thế này, rồi có thể là tái lập dòng chảy thế này, có thể là sơ hóa là muộn thế này, là tạo thành sơ hóa của cái thành mạch. Và đối với biến huyệt khối nó có cái biến chứng sau đây. Biến chứng thứ nhất là biến chứng nhồi máu phổi, tương tự xảy ra 10%. Thế nên trong cái độ về trường hợp 10% biến chứng nhồi máu phổi này thì người ta khuyến cáo, và khi những cái huyệt khối mà chúng ta thấy rõ rồi thì không cần thiết làm cái niệm pháp đè ép mạnh để mà chẩn đoán cái huyệt khối. Vì chính cái động tác mà chúng ta đè lại, vô hình chung chúng ta làm bóng cái huyệt khối này ra, và cái huyệt khối này sẽ trôi lên phổi, nó làm tắc cái động mạch phổi. Cho nên người ta khuyến cáo những trường hợp thấy rõ rồi trên siêu âm thì cũng cần thiết phải thực hành kỹ niệm pháp đè ép. Hoặc là đối với đặc biệt những cái huyệt khối nguy cơ cao, chẳng như huyệt khối mà không bám thành, nó lơ lửng trên thành mạch như thế, thì người ta khuyến cáo hạn chế đè ép, làm niệm pháp đè ép. Một cái biến chứng khác đó là hội chứng sau huyệt khối, nên một cái hội chứng mà làm ảnh hưởng đến cả cái tĩnh mạch hệ nông hệ sâu, và làm cho một cái tình trạng suy giảm tĩnh mạch, một cái luẩn quẩn, vừa huyệt khối gây suy giảm, rồi suy giảm gây ứ trệ, rồi suy giảm ứ trệ gây tình trạng huyệt khối, được cái luẩn quẩn, làm cho một cái đấy là một cái hội chứng sau huyệt khối, làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thì mọi người thấy khi một cái đấy là cái tĩnh mạch ở ngoài vi, đây là cái phần bụng của bệnh nhân, cái phần tim của bệnh nhân, phần bụng của bệnh nhân, thì khi một cái huyệt khối đây cái chi của bệnh nhân, thì đây một cái huyệt khối nằm ở cái vị trí tắc nghẽn ở cái tĩnh mạch khoeo, tĩnh mạch đùi ở đây, thì buộc lòng các cái mạch máu ở ngoài vi ở đâu xa ở ngoài vi nó vượt qua ở chỗ tắc nghẽn này, lúc này nó sẽ gia tăng huyệt áp lực nên tắc chỗ này, thì chỗ này sẽ tăng áp lực lên, và tăng áp lực lên nó sẽ tìm cái nguồn máu trở về, thì đó là tìm các cái đường tung hoang bên để nó về về mạch máu ở đây, là về các cái vỡ ở bộ bụng, từ đó nó vào tim. Như vậy thì trong hợp đấy, mọi người thấy khi một cái huyệt khối trên một cái đoạn mạch thì hạ thường lưu của nó, tức là ngoài vi của chi, nó sẽ bị tăng áp lực, đó áp lực trở lên rất là lớn. Và một cái yếu tố khác nữa, các cái huyệt khối này có thể trôi bóc ra, nó trôi lên vào trung tâm, nó vào trong nhĩ phải, từ nhĩ phải nó lên tắc động mạch phổi. Và nhắc lại cái trong mạch slide đầu tôi có nói, khi bệnh nhân huyệt khối cấp tính và hội chứng sau huyệt khối thì áp lực của cái tĩnh mạch rất là cao, giải thích được cái điều chỉnh của bệnh nhân, giải thích được cả cái dấu hiệu của trên siêu âm Doppler cũng như là trên lâm sàng của bệnh nhân. Về lâm sàng thì mọi người thấy bệnh nhân cái chứng mà bị huyệt khối là trở nên sưng nề đỏ đau, rồi mình mới thao tăng cái áp lực lên, và áp lực tĩnh mạch nên tạo là tình trạng thoát dịch, và nó gây sưng nề cái chứng, và bệnh nhân đó bị viêm cho nên đỏ chứng ra, bệnh nhân cắn đau mà, và các cái dấu hiệu Hoffman, tức là dấu hiệu mà mình đè vào cái vị trí huyệt khối nó đau ở bắp chân, tương tự do huyệt khối nó hình thành ở bắp chân nhiều, khi mình đè vào bắp chân bệnh nhân rất là đau ngay cái vị trí các tĩnh mạch đau. Đôi khi có thể sơ thấy các cái huyệt khối nó lan dưới da đối với cái tĩnh mạch đông. Một cái bảng điểm đánh giá tiến triển khả năng của huyệt khối thì người ta gọi là cái bảng tiên kiểm. Thì một cái bảng tiên kiểm khi bệnh nhân có cái dấu hiệu này tiên kiểm này,
và cái dấu hiệu tiên kiệm này cộng lại mình ở trên 2 điểm thì khả năng tim, khả năng của việc hồi mà bệnh nhân bị việc hồi rất là cao. Lúc đó chúng ta sẽ sử dụng siêu âm Doppler, và nếu siêu âm Doppler mà âm tính, dương tính thì nói gì chúng ta âm tính, thì chúng ta nên kết hợp thêm một cái nghiệm pháp, một cái xét nghiệm đó là xét nghiệm đi đêm, đánh giá một cái đi đêm này là một cái dạng chất, một cái chất đánh phát hiện kỹ tình trạng thoái triển của cái huyệt khối bên trong lòng mạch. Và cái đi đêm này thì nó rất là nhạy trong chẩn đoán một cái huyệt khối sớm, nhưng mà nó đặc hiệu, nó cũng rõ là nó huyệt khối nằm ở vị trí nào, nó chẩn đoán là biết được huyệt khối, nhưng mà nó biết được cái vị trí nào. Ở đây là cái quy trình khám, protocol khám một cái huyệt khối. Thì cái quy trình là chúng ta sử dụng 2D và hay kết hợp nghiệm pháp đai ép, và có thể kết hợp siêu âm Doppler máu và Doppler xung ở hai vị trí tối thiểu. Đây là cái chúng ta, đây là cái đoạn là cái đoạn cái tĩnh mạch chúng ta bình thường, và chúng ta khảo sát các đây là cái quy trình khảo sát là có thể khảo sát nhanh ở hai điểm, có thể khảo sát trên toàn cái tĩnh mạch, có thể khảo sát ở toàn bộ cả cái tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch nông. Dấu hiệu thứ nhất là chẩn đoán huyệt khối thế nào. Thứ nhất là dấu hiệu siêu âm trực tiếp là chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh hồi huyệt khối là hẳn định, có nghĩa là một cái khối hồi âm nó khác biệt so với cái lòng mạch xung quanh, và cái khối hồi âm này hẳn định nó không thay đổi khi mà mình làm cái nghiệm pháp đẩy cục máu hoặc là nghiệm pháp tăng vasopressin làm tăng áp lực từ trung tâm ra ngoài vi. Và làm khi làm nghiệm pháp, đây là một cái dấu hiệu nghiệm pháp rất là tốt để chẩn đoán cái huyệt khối, đó là chúng ta làm nghiệm pháp đè, chúng ta dùng cái đầu dò đè ngay trên cái vị trí mà nghi ngờ có huyệt khối. Bình thường không có huyệt khối thì nó xẹp hoàn toàn, nhưng khi có huyệt khối thì nó sẽ xẹp cái đoạn tĩnh mạch chúng ta đè đó. Dấu hiệu dạng tiền đó là gì? Dấu hiệu chúng ta sẽ thấy là tăng cái đường kính của cái tĩnh mạch đi chữa cái huyệt khối, nó làm căng cái tĩnh mạch lên, và nó có tình trạng hồi âm, tăng hồi âm của cái dòng chảy thường lưu, tức là khi ngoài vi của cái chỗ huyệt khối, tức là chỗ vị trí này, lúc này dòng chảy sẽ bị ứ trệ, và khi ứ trệ nó sẽ làm tăng hồi âm của cái dòng chảy bên trong, dòng máu bên trong. Và đặc biệt là có cái hiện tượng viêm xuyên thanh, tức là sắm xung quanh cái vị trí huyệt khối, chúng ta sẽ thấy có hình ảnh tăng âm của cái mô mỡ. Và đặc biệt nếu khảo sát cái van, mình cái van là thương tổn do huyệt khối, chúng ta sẽ thấy không có chuyển động đóng mở của cái van bình thường. Đây là một cái hình ảnh siêu âm đắp cắt ngang của một cái đoạn đùi, đây là động mạch đùi và tĩnh mạch đùi. Ở đây bên cạnh gọi là cái tĩnh mạch đùi, mọi người thấy nó bên trong lòng mạch nó có cái hồi âm bên trong, và cái tĩnh mạch mà giãn trưởng ra, bình thường nó giãn có thể nó có to hơn động mạch đùi, nhưng mà nó giãn và nó theo hình ảnh hình bao dục hoặc là hình xẹp hình béo bỏ, chứ không phải là hình cắn tròn thế này. Cắn tròn thế này chính là cái hình huyệt khối bên trong của ý trên hình ảnh 2D. Và đây một cái huyệt khối bên trong tĩnh mạch khoe mà mọi người thấy nó có hồi âm khác so với cái máu xung quanh. Và trong trường hợp này mà do máu xung quanh nó ứ trệ cho nên nó tăng hồi âm hơn, nhưng mà làm nghiệm pháp đè ép thì chỗ trên này có huyệt khối, không có huyệt khối cho nên dòng chảy nó bị dè xẹp, nhưng mà cái đoạn chỗ này huyệt khối chỗ này đó bị xẹp. Ở đây trường hợp đây là một cái huyệt khối di động, tức là nó bám một phần rất dính rất ít trên thành mạch, nó còn cái phần mà tự do nó trôi nổi bên trong. Khi mình làm nghiệm pháp Vasova thì cái cục máu này chạy ra phía ngoài vi, nó chạy ra ngoài vi, nhưng khi không làm nghiệm pháp Vasova nữa thì huyệt khối nó chạy về phía cái cục huyệt khối nó lôi về phía cái trung tâm. Đây là một cục huyệt khối di động. Mà cảnh báo khi mà thấy một cái huyệt khối di động thế này thì chúng ta không nên làm nghiệm pháp đè ép. Về một khi làm ta làm điện tạp để bố hình chung, nó có thể gây cho huyệt khối này bóng ra, và bóng ra thì nó sẽ gây tình trạng là tắc động mạch phổi. Còn cái nghiệm pháp đè thì chúng ta hồi nãy tôi còn nói đó để đánh giá cái chẩn đoán một cái huyệt khối, thì nó không đè khi chúng ta thực hiện nghiệm pháp. Đây là một cái trường hợp trước khi đè, mọi người thấy cái động mạch, đây là mạch đùi rất là dạng, cái nhánh động mạch đùi sâu, và khi chúng ta thấy động mạch đùi sâu đây, khi chúng ta đè cực mạnh thì cái động mạch đùi này dẹp đi, mà khi mạnh như thế này để cái động mức động mạch nó cũng dẹp theo. Răng này không đè thì nó tròn thế này, cái đè nó dẹp thế này, nhưng mà cái tĩnh mạch kế bên này, tĩnh mạch đùi này đấy, nó không xẹp, chứng tỏ đây là tĩnh mạch đùi nó chưa cái huyệt khối căng lên. Đôi khi chúng ta bắt gặp một cái khối bản phân nha, khối bản phân tức là một phần của huyệt khối, một phần của chỉ một phần của lòng mạch thôi, còn một phần lòng mạch còn lại dòng chảy vẫn còn chảy. Thì trên hình ảnh không đè thì mình thấy cái huyệt khối phân dòng chảy ở đây, nhưng mà khi đè thì mình thấy được cái huyệt khối bản phân thôi.
mà đây một tình hình, một cái tình huống tương tự như hồi nãy đó, tức là huyệt khối bản phân nó nằm ở phần 6 nữa thôi, còn cái phần trước này dòng chảy vẫn còn, thì vẫn có hiện tượng echo trống, tức là rộng ống của cái dòng chảy phía trước, phía trên của cái cục huyệt khối. Sau đó mình dùng cái nghiệm pháp đè ép, mình ép mà tôi đè ép rất là mạnh thì mọi người thấy cái động mạch nó xẹt còn lại nó dẹt thế này, nhưng mà cái huyệt khối nếu vẫn còn lại xỉ trên này thôi, còn cái phần này là vẫn đè bị đè ép hoàn toàn. À, đây là một cái huyệt khối mà nó di động đây này, huyệt khối mà nó không bám thân, tức là nó trôi nổi đó, thì mọi người thấy đốm đốm màu nó phủ quanh cái huyệt khối này, và là trên cắt ngang mọi người thấy cái đốm hình ảnh xung quanh này là rất là rộng ống, còn cái cục huyệt khối nó có hơi ấm nó nằm ở chính giữa, và đặc biệt cái hiện tượng đó tăng hơi ấm của cái mô mở xung quanh cái huyệt khối, đây là cái tĩnh mạch đã bị huyệt khối nó có hơi ấm bên trong. À, và mọi người thấy cái mô mở xung quanh chỗ này nó tăng âm hơn so với cái mô mở chỗ dưới da ngay giờ chỗ này, nhưng chỗ này rất là echo kém, rất là giảm âm, nhưng mà cái mô mở chỗ này rất là tăng âm, chuyển tải lên một cái hiện tượng phù nề xuyên tĩnh xuyên mạch xuyên thành mạch. À, về cái chẩn đoán, điều trình học của chẩn đoán đến Doppler khác đó là mình dùng siêu âm Doppler màu xong rồi chúng ta dùng Doppler màu, chúng ta sẽ thấy đang sẽ trường hợp nó tắt hoàn toàn chúng ta sẽ thấy tín hiệu Doppler màu đi qua dòng chảy đó, nếu cắt nó tắt không hoàn toàn thì mình sẽ thấy được cái dòng chảy đi qua được cái vị trí huyệt khối mà không có, tức là khối bản phân, còn đây là dấu hiệu trực tiếp, còn dấu hiệu gián tiếp chúng ta thấy là thay đổi cái gì có thay đổi cái vận tốc của dòng chảy thì trên là tuần hoàn bên là gia tăng cái vận tốc mà lên, đối với trường hợp như tắc tĩnh mạch hiện và tắc tĩnh mạch đùi chẳng hạn thì cái vận tốc của tĩnh mạch hiện nó sẽ trở nên rất là tăng. Bây giờ đây là một cái hình ảnh minh họa, đây là một cái tĩnh mạch xấu là bị huyệt khối, còn đây là cái tĩnh mạch nông, và trong trường hợp là bình thường thế này cái cổ dòng chảy nó có biến động theo cái nhịp thở theo nhịp tim thế này, nhưng mà đối với trường hợp huyệt khối mình đo ngay vị trí huyệt khối thì hầu như là zero, không có dòng chảy nào cả nhé, nhưng mà đối với trường hợp mà trên vị trước cái vị trí huyệt khối thì nó xuất hiện cái dòng chảy đi qua cái thùng hoàng bên này, và chỉnh với qua thùng hoàng bên này cho nên vận tốc của nó trở nên rất là tăng, rất là cao, và khi mình làm cái nghiệm pháp đè ép thì nó vẫn có xuất hiện cái hiện tượng đáp ứng nguyên tắc đây để dùng tĩnh mạch, dùng áp lực, dùng cái cục máu bên trong tĩnh mạch để làm gia tốc của cái dòng chảy ở đây, nhưng mà cái dòng chảy chính của nó vẫn là không không có dòng chảy. À, đây là một cái huyệt khối tắc hoàn toàn của cái tĩnh mạch đùi trên cắt dọc cắt ngang. À, đây là cái tĩnh mạch cẳng chân, tĩnh mạch trái trước, đây là cái động mạch hai tĩnh mạch hai bên, mình thấy có hơi ấm bên trong, Doppler màu mình thấy có tín hiệu Doppler gì bên trong đây cả. Đây cũng thế, một ký trước khi đè ép, sau khi đè ép, đây là ký tĩnh, đây một ký động mạch chạy chạy sau, một cái động mạch chạy, đây là bỏ mạch chạy sau, gồm có động mạch xin lỗi, gồm có một ký động mạch ở đây là cái thành mạch mọi người thấy, và có ba tĩnh mạch đi kèm, một hai ba tĩnh mạch đi kèm. Và khi mình làm nghiệm pháp đè ép thì cái động mạch nó bị thanh mạch sơ vữa vôi hóa ở đây nó vẫn còn ở đây, và cái cục mà to nhất là cái cục huyệt khối ở đây nằm trong cái tĩnh mạch, một trong ba tĩnh mạch đó bị huyệt khối, cái tĩnh mạch thứ ba thứ hai vẫn có bị khối, riêng cái tĩnh mạch chỗ này là không bị huyệt khối, là bị xẹp hoàn toàn. Như vậy bệnh nhân này có ba cái tĩnh mạch chạy sau đi kèm với một cái động mạch ở đây, và trong hai cái bị huyệt khối. Ở đây một cái trường hợp tương tự, đây là cái động mạch có hai cái tĩnh mạch ở đây, trong đó màu cũng có dòng chảy hoàn toàn. Và ba ký tiêu chuẩn để chẩn đoán một cái huyệt khối cấp và huyệt khối mạn tính là thế nào, là dựa vào tính chất sau đây. Thứ nhất là đè ép tí huyệt khối với tĩnh mạch, với cái độ và cái cục huyệt khối cấp tính thì mình sốt nên là nó đè xẹp phân nó bản phân là thôi. À, đối với cái đường kính tĩnh mạch thì nó gia tăng, còn bên kia nó đường kính độ về huyệt khối mạn tính nó lại sơ teo, cho nên là sơ chỉ là giảm đi, độ hồi âm bên này giảm âm, bên kia là tăng âm, tĩnh đông nhất thì bên chỗ huyệt khối cấp tĩnh đông nhất, bên kia là không đông nhất, bề mặt lòng mạch là trơn lạ, bên này là không không đều, số sạc do nó viêm sơ chỉ viêm sơ trong cái hiện tượng bên trong lòng mạch, những cái kén chạy thường thường đều có bên đôi một cái một kén đó, còn đối với huyệt khối mà cấp mạn tính thì nó có thể có nhiều kén, đuôi huyệt khối có thể có nên là không. À, đây là một kỹ huyệt khối mạn tính. À, mọi người thấy bên trong cái mạch máu đầu nhất mô tả chúng ta sẽ cái thanh mạch rất là dày, xô xát cái thanh mạch rất là dày,
để làm những cái sớ dạy sớ xuất hiện bên trong của cái lòng mạch, và thậm chí bên trong xuất hiện cái vô hóa của cái tĩnh mạch đây vị trí huyệt cột. Và còn đây là một cái van, mình cắt qua cái van mình thấy cái van là dài hơn so với một cái van bình thường, và thậm chí cái van ở đây là bị cái van này còn mở ra được, còn hở đây, nhưng mà cái van này được chôn lấp dưới một cái mạng huyệt khối ở đây. Và mọi người thấy đây là cái huyệt khối này, và cái van này, cái cảnh van này nằm bên trong cái huyệt lẫn bên trong cái huyệt khối luôn, và thậm chí nó có thể bị vối hóa lâu nay, nó bị vối hóa suốt khối mạng tĩnh, nó bị vối hóa thế này. Và những cái dòng chảy bên trong cái huyệt khối mà sau cái hội chứng sau huyệt khối là dòng chảy nó liên tục, nó không là những cái dòng chảy tạo lập và nó là liên tục, nó không có cái sự điều biến theo nhịp thở. Đây là một cái đặc điểm của cái dòng chảy do tình trạng huyệt khối mạn tính. Thì cái hồi nãy tôi có nói cái bệnh lý huyệt khối, một trong những bệnh lý huyệt khối đặc thù đó là nó bị chèn ép của cái tĩnh mạch chầu gốc bên trái, đồ mạch chầu gốc trái, khi mà đi qua hợp lưu với tĩnh mạch chầu gốc phải, và khi nó đi qua để bo hợp lưu với tĩnh mạch chầu gốc phải để bổ vào thân thành cái tĩnh mạch chủ dưới, thì nó đi ngang qua chỗ hẹp bị chèn ép bởi cái u nhô của L5 và cái động mạch bên đùi bên phải. Hai cái yếu tố này là đè ép của cái tĩnh mạch chầu gốc bên phải, chầu mốc trái, xin lỗi, động mạch trái. Và đây cái đè ép ở đây nó sẽ gây tắc kỹ cái tĩnh mạch đùi bên trái, và người ta gọi hội chứng này là hội chứng Cockett hoặc là chứng Mason, thì theo tác giả Mason là tác giả của Anh Mỹ, còn hội chứng Cockett thì là tác giả của Pháp. Để mọi người đọc sách thì phải lưu ý cùng một hội chứng nhưng mà có thể có hai cái tên Anh và tên Pháp khác nhau. Thì sơ cái hình ảnh này sơ đồ để chẩn đoán một cái huyệt khối, về thế nên cái nghi ngờ một cái chi bị huyệt khối thì chúng ta làm cái nghiệm pháp tiên kiểm, là tiên kiểm và cái tháng điểm hồi nãy tôi có trên bài về tháng điểm nghi ngờ đó, tháng điểm là đánh giá khả năng bị huyệt khối đó. Thì nếu cái huyệt khối mà ít nghi ngờ thì chúng ta có thể là làm thêm cái nghiệm pháp, thì làm cái xét nghiệm đi đêm, nghiệm pháp đi đêm âm tính thì chúng ta có thể nói là chắc xác mình nay là không có huyệt khối. Bây giờ nếu mà chúng ta trên lâm sàng có cái tiên kiểm là nghi ngờ là huyệt khối, chúng ta sẽ làm siêu âm, và siêu âm mỗi thấy huyệt khối nguyên phạt thì cũng thể chúng ta huyệt khối nó lên gần, lên lan tràn đến cái phần chầu, phần gần của cái tĩnh mạch đùi, thì có thể chúng ta điều trị. Còn nếu mà huyệt khối nó đơn thuần nằm ở phần xa, ở một nhánh của cái tĩnh mạch hiện xấu, tĩnh mạch chay chẳng hạn, thì có thể chúng ta trì hoãn điều trị, có thể theo dõi sau đó mà mình tiếp tục theo dõi để đánh giá nó bị mất đi thì cũng cần phải điều trị. Đây là một kỹ sơ đồ để chẩn đoán và cái thái độ xử trí trước một cái nghi ngờ một cái huyệt khối theo khuyến cáo của cái hiệp hội các cái nhà siêu âm trong chẩn đoán hình ảnh. Thì độ siêu âm Doppler dương tính thì hiệp khối 10257 huyệt khối dương tính thì mình có thể là chưa điều trị, sau đó mình siêu âm lại đi hợp khổ tiến triển đến phân sâu chúng ta sẽ điều trị, bắt đầu điều trị. Nếu siêu âm gây chẩn đoán dương tính, lâm sàng nghi ngờ huyệt khối tĩnh mạch chủ dưới thì chủ chầu, mà siêu âm không đủ để khẳng đoán chẳng định là chủ chầu thì chúng ta sẽ chỉ định cộng hưởng từ hoặc là CT. Trong trường hợp siêu âm dương tính mà có chúng ta điều trị thì chúng ta dùng siêu âm để theo dõi và trong giai đoạn điều trị tạo thành một cái bí lăng. Trong trường hợp siêu âm nghi ngờ chúng ta phải kết hợp làm thêm một cái nghiệm pháp đi đêm, nghi ngờ chúng ta nghi đi đêm. Thì đấy là cái thái độ xử trí trước một cái kết quả một cái siêu âm Doppler âm tính hay dương tính khi có bệnh nhân lâm sàng nghi ngờ huyệt khối. Phần này tôi trình bày thêm gọi là hội chứng sau huyệt khối. Thì cái hội chứng sau huyệt khối đây là một cái hội chứng mà xuất hiện ở giai đoạn sau khi đã lành một đợt điều trị huyệt khối cấp tỉnh hay mạng tỉnh. Và thường thường cái hội chứng này nó xảy ra 2 năm đầu được khoảng 22,8%, 5 năm khoảng 30-75%. Lâm sàng bệnh nhân có điều chứng là phù chân, đau chân, đi lạc cách thôi nguồn gốc tĩnh mạch và loạn dưỡng da, nên loạn dưỡng da và sẽ xuất hiện sắc tố, mạng sắc tố ở da.
Ở đây mọi người lưu ý cái chữ cụm từ là đi lạc cạch hồi, nguồn gốc động mạch. Trong đi lạc cạch hồi này từng còn có hai nguồn gốc, tức là nguồn gốc động mạch và nguồn gốc tĩnh mạch. Thì đi lạc cạch hồi trong nguồn gốc động mạch thì là do bản thân khi bệnh nhân đi làm thiếu máu của kỹ thiếu máu cung cấp cho kể cả cái hệ thống bắp cơ để mà vận hành cái chân. Và khi hệ thống thiếu máu như thế thì máu sẽ sản sinh và các cái chất chuyển hóa trong cơ nó sản sinh theo cái đường dưỡng thiếu khí và thiếu dưỡng khí nó sinh ra các cái chất nó gây kích thích ở đó cái bắp chân. Đó nó gọi là đi lạc cạch hồi nguồn gốc động mạch. Còn bây giờ nên đi lạc cạch hồi nguồn gốc tĩnh mạch là sao? Là do đây tình trạng đây là tăng áp lực bên trong một cái đoạn huyệt khối, và cái huyệt khối này lâu ngày nó làm suy giãn các cái tĩnh mạch ở nông cũng như suy giãn các cái tĩnh mạch huyệt khối nếu có nó thông thường trong huyệt khối này. Và cái tình trạng nó đi lại càng đi lại thì càng cái huyệt khối này nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn của cái vòng ký sinh trong cái suy giãn tĩnh mạch, và cái áp lực bên trong cả cái hệ thống chi dưới này nó trở nên càng ngày càng tăng dần, và bệnh nhân càng cả kỹ càng đau lên thì gọi là đi lạc cạch hồi nguồn gốc tĩnh mạch. Và chú ý để đặc biệt của hai cái nữa là bên kia là bệnh nhân loét lở loét của động mạch thì nó loét ở các cái ngón chân, còn ở bên chỗ tĩnh mạch thì nó lở loét của nó ở mặt trong và mặt của cái đoạn mắt mũ ở mắt cả chân và rồi 1/3 dưới của cẳng cả chân. Như vậy cái hội chứng sau tĩnh mạch thì gồm có thế nào? Nó bị khổ tĩnh mạch thì 75 của nó sẽ 75% trường hợp nó sẽ đưa đến tình trạng suy giãn tĩnh mạch sâu, và suy giãn tĩnh mạch sâu nó đưa đến quá tải tĩnh mạch nâu, nó suy giãn tĩnh mạch nông nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn của cái tăng áp lực bên trong cái hệ thống tĩnh mạch, và từ đây việc khối thường tổn ván nó chạy ngược rồi tăng áp lực là hội chứng suy giãn tĩnh mạch. Và cái chạy ngược này là làm cho cái tình trạng áp lực trong tĩnh mạch và làm giãn cả cái tĩnh mạch, làm suy giãn cả cái van, và tình trạng này làm tạo thành một cái vòng luẩn quẩn tăng áp, cái vòng xoáy luẩn quẩn của cái tăng áp suy giảm do cái tình trạng việt khối trước đó. Thì người ta gọi hội chứng này hội chứng sau việt khối, làm cái chất lượng của cái bệnh nhân, cuộc sống bệnh nhân rất là trầm, thấy được giảm rất là đáng kể. Và trong cái tình trạng của một cái vòng luẩn quẩn ở đây mọi người thấy nó tác động hết toàn bộ các cái cẳng chân. Với cái phần slide trước khi mà suy giãn đơn thuần thì nó chỉ tác động trong một cái đoạn, một cái vòng xoắn thôi, một cái vòng ký sinh. Đằng này khi mà có huyết khối ở đây thì nó tác động trong cái vòng xoáy này, mà cái vòng luẩn quẩn ở đây mà nó phải tác động toàn bộ cả chi, vừa cả toàn bộ hệ thống nông cả hệ thống xấu của chi, nó làm cho cái cẳng áp lực của chi rất là lớn. Và lâm sàng thì người ta mô tả các cái triệu chứng ở đây thì tùy theo các cái triệu chứng nhẹ hay nặng người ta cao điểm, và cái đó mức độ điểm và thang điểm của nó tùy theo mức độ nặng nhẹ người ta. Ví dụ như trên 5 điểm mức độ vừa, 5 đến 9 điểm là mức độ xin lỗi mức độ nhẹ, mức độ vừa trên 15 điểm là mức độ nặng, và có thể có loét. Đó là những cái biểu hiện lâm sàng của một cái hội lâm sàng của cái hội chứng sau huyệt khối. Và ở đây thì mọi người đối với trường hợp sau huyệt khối mình sẽ thấy vừa gồm cả tiêu chí của huyệt khối, những cái di chứng của huyệt khối hoặc là bản thân huyệt khối nó còn đó, và nó xuất hiện cái dòng chảy ngược, dòng chảy ngược bên trong cái bản thân cái tĩnh mạch bị thương tổn hoặc bên trong cái hệ thống tĩnh mạch nông. Đây là một cái tĩnh huyệt khối của tĩnh mạch đùi, và nó xuất hiện dòng chảy ngược bên trong tĩnh trên kỹ trong chạy ngược trong cái phần thông thông cái kênh của trong cái tĩnh mạch đùi này. Và giá trị của chẩn đoán về siêu âm huyệt khối thì đây là các cái giá trị của các cái tác giả khác nhau, nên mà chính vì cái giá trị cao cho này mọi người thấy độ nhạy gần 99% độ đặc hiệu 100% độ giá trị dự báo dương giá trị dự báo âm đều cao cả. Cho nên đối với chẩn đoán cái huyệt khối tĩnh mạch thì người ta xem như cái tĩnh mạch siêu âm tĩnh mạch như là một cái phương tiện và đầu tay cũng như là cái phương tiện chẩn đoán rất là tốt của cái bệnh lý huyệt khối tĩnh mạch. Thì cái phần sau này thì tôi giới thiệu thêm một cái bảng phân loại CEAP, viết tắt là CEAP này, viết tắt gọi là Clinic Etiology, Anatomy và Pathophysiology. Thì cái bảng này nó gộp mà tổng hợp tất cả các cái biểu hiện lâm sàng, yếu tố bệnh nguyên, phân bố giải phẫu,
và cái đặc điểm sinh lý bệnh của cái bệnh nhân chính của bệnh nhân bị bệnh lý tĩnh mạch màng tĩnh, thì cái cỡ cái bản gọi là phân chia theo cái bảng CEAP này được các cái hội về tĩnh mạch trên toàn thế giới đều chấp nhận và được xem như là một cái quy chuẩn khi mà mình chẩn đoán bệnh lý tĩnh mạch màng tĩnh. Nó có thể là viêm tắc tĩnh mạch màng tĩnh hoặc là suy giãn tĩnh mạch màng tĩnh, hoặc là vừa kết hợp vừa tắc vừa suy giãn tĩnh mạch và ra bệnh lý tĩnh mạch màng tĩnh. Thì đây một cái được xem như một cái văn bản để chuẩn hóa để nó tương trình về cái bệnh lý của cái tĩnh mạch của bệnh nhân đó. Và khi bệnh nhân cầm một cái bản tương trình này đi đợi đến tất cả các cái cơ sở y tế ở trong công lập hay ngoài công lập, ở nước này hay nước kia, khi mà sử dụng cái bản phân loại này thì người ta đều hiểu cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, từ đó là tiếp tục để điều trị cho bệnh nhân. Và cái này cũng hướng dẫn cách thăm khám cho bệnh nhân và cũng cơ sở để mà quyết định một cái thái độ điều trị bệnh nhân. Và đấy là vì vậy cái rất là quan trọng khi mà nghiên cứu về bệnh lý tĩnh mạch thì người ta dùng bảng phân loại CEAP này để mà xếp loại cho bệnh nhân. Thì cái C này bị hình lâm sàng nó có thể từ C0 cho đến C6, nó bảy cái giai đoạn, là bảy giai đoạn từ mức độ nhẹ cho đến mức độ nặng, từ C0 không có triệu chứng gì cho đến C6 lần nổi loét tiến triển. Và yếu tố về E là gì? E là etiology, thì cái bệnh nguyên nó có thể là bẩm sinh, có thể là nguyên phát, có thể là thứ phát. Bẩm sinh thì congenital hoặc là nguyên phát primary hoặc là thứ phát secondary. Thì những cái bệnh nguyên mà do bẩm sinh người ta biết là EC, bệnh nguyên và nguyên phát là EP, và thứ phát là ES. Và có thể có một cái nhóm nữa là không có rõ nguyên nhân. Về giải phẫu thì người ta dùng chữ A, anatomy, thì cái A này cũng tùy theo cái tĩnh mạch nó xuất hiện bệnh lý ở tĩnh mạch nóng hay sâu, hay là kết hợp người ta sử dụng các cái thuật ngữ khác nhau. Ví dụ AS thì gọi là tĩnh mạch ở sâu, bệnh nhân ở bệnh lý tĩnh mạch xin lỗi tĩnh mạch nông. Như AD thì sẽ là bệnh nhân ở tĩnh mạch sâu. Với C là tĩnh mạch xuyên, P là perforans, là tĩnh mạch xuyên. Như vậy có thể là vừa có bệnh nhân có thể đơn thuần là AS hoặc AD hoặc là AP, hoặc là có thể có kết hợp với AS, AD, AP. Về cái giải phẫu, vị trí giải phẫu bổ sung tiệm, người ta sử dụng các cái số đếm từ 1 cho đến 18 là gọi tên của các cái tĩnh mạch mà bệnh nhân đã đang mắc. Ví dụ như số 1 là các cái tiểu tĩnh mạch hoặc tĩnh mạch lưới, tĩnh mạch hiệp. Hoặc số 2 là bệnh nhân các cái tĩnh mạch mà trên khớp gối. Số 3 là bệnh nhân tĩnh mạch dưới khớp gối. Về cái sinh lý bệnh thì nó tiêu chí sinh lý bệnh thì nó có thể là bệnh lý do dòng chảy ngược, do trong tình trạng suy hở van, hoặc là bệnh lý do tắc nghẽn, thì O là tắc nghẽn, R là reflux, là do trào ngược, do dòng chảy ngược, do cái suy giãn, còn cái O này là obstruction, là do tắc nghẽn, hoặc là vừa kết hợp vừa R vừa O, tức là vừa dòng chảy ngược vừa do tắc nghẽn, ví dụ như trong hội chứng sau việc phổi chẳng hạn. Như vậy thì một cái bệnh lý đau sưng chi dưới, có loạn dưỡng, có loét hoặc tĩnh, thì chúng ta vào ngày 17 tháng 5 2014 chẳng hạn, thì khi mình xác định siêu âm Doppler, bệnh nhân này có cái triệu chứng là dòng chảy ngược ở cái tĩnh mạch hiện lớn ở trên và dưới gối. Dòng chảy ngược bệnh lý này nó xuyên quá tĩnh mạch xuyên nữa, nó vào trong vùng cản chân, và dòng chảy ngược bệnh lý nó trong tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch phèo, và không có dấu hiệu nào của cái tắc nghẽn sau việc gối. Như thế thì bệnh nhân được xếp loại là CEAP như sau. Về cơ bản sẽ là C6 là bệnh nhân bị có loét, trở thành triệu chứng nặng nhất. EP là bệnh nhân bệnh nguyên là nguyên phát do suy giãn tĩnh mạch. S là bệnh nhân đó bị ở tĩnh mạch nóng thôi, và bị ở tĩnh mạch sâu nữa và tĩnh mạch xuyên nữa, cho nên vừa S. Và số 3 này là tương ứng với cái số 3 là của cái số 3 của bệnh nhân là cái tĩnh mạch dưới gối. Cho nên cái bệnh nhân này là gọi là C6S, EP, AS, PD3, PR. Thì vậy đó, khi mình xếp loại bệnh nhân là đưa mặt con số này thì mình cần mô tả cái đoạn dài, mà chỉ cần là việc dạy số thế này thôi, dạy mã số chữ và số thế này, thì cái người đọc sẽ mặc nhiên hiểu rằng là đây là bệnh nhân sẽ bị cái rối loạn, bị cái bệnh lý tĩnh mạch và thương tổn ở mức độ là lâm sàng là loét, rồi có do suy giãn tĩnh mạch, và suy giãn tĩnh mạch xuất hiện ở cái tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch nông, tĩnh mạch xuyên, và
có cái hiện tượng là do cái chạy ngược xảy ra. Kết luận thì hệ thống tĩnh mạch đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chức năng của cơ thể, và cái hệ thống tĩnh mạch này gồm có cái tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch nông và tĩnh mạch xuyên. Và khi đánh khảo sát việc động của tĩnh mạch, việc động tĩnh mạch là của và tim, hô hấp, co cơ, điều kiện môi trường, thần kinh thể dục, và trong kỳ các đại lý đại lượng mà khảo sát thì việc hội ở việc động mạch tĩnh mạch đó là kỹ áp lực đóng một vai trò quan trọng. Thì bệnh lý tĩnh mạch chủ yếu nó gồm có hai loại bệnh lý: suy giãn tĩnh mạch và huyết khối tĩnh mạch. Huyết khối thì có thể cấp, bản cấp và mạng. Về bệnh lý huyết khối đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch sẽ đến 75% sẽ xảy ra là tình trạng là hội chứng sau huyết khối. Một cái hội chứng này làm nặng nề cho bệnh nhân về mặt lâm sàng rất là nhiều, chất lượng cuộc sống ảnh hưởng, chất lượng sống rất lớn. Đối với suy giãn tĩnh mạch thì nó có thể có nguyên phát, tự phát. Nguyên phát thì chiếm phần lớn đa số, tự phát là dị thường. Và siêu âm xem ngày nay thì là một cái phương tiện hàng đầu là thay thế cho chụp mạch. Trước đây người ta chân chụp mạch để chẩn đoán bệnh lý tĩnh mạch, bây giờ người ta không còn sử dụng kỹ thuật chụp mạch nữa mà người ta dùng siêu âm đủ để chẩn đoán cả kỹ về 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 mặt cả cái bệnh lý cũng như sinh lý, cũng như giải phẫu học, cũng như là cơ chế bệnh sinh của cái bệnh lý của bệnh nhân, và từ đó giúp cho cái phương án điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Thế thì tôi đã trình bày xong cái phần huyệt khối tĩnh mạch chi dưới. Bây giờ chúng ta nghỉ 5 phút để chúng ta sẽ đi qua cái phần huyệt khối của tĩnh mạch chi trên.